Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào buổi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh rất là quen thuộc của chúng ta, Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có những phần chính như sau. Phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi view lại tất cả danh mục các mã cổ phiếu rất là quen thuộc mà Hùng Lê đã thường xuyên phân tích cho các anh chị. Những mã cổ phiếu có tín hiệu dòng tiền, những mã cổ phiếu tốt đầu tư được hoặc còn có điểm mua thì được Hùng Lê nhấn rất là mạnh trên bản tin tuần, thì các anh chị lưu ý lại. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại kịch bản phân tích tuần, bản tin tuần video số 204, và sau đó sẽ có một vài ý để chúng ta có những phân tích đánh giá về xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch tiếp theo, tức là tuần từ ngày 28 đến ngày mùng 4 tháng 3. Như vậy chúng ta bắt đầu bước vào tháng 3. Thì kính thưa quý anh chị nhà đầu tư, trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy được rằng thị trường của chúng ta đã chịu rất nhiều những yếu tố tác động bên ngoài, yếu tố tác động địa chính trị, và chúng ta cũng có thể thấy rằng chỉ số Dow Jones và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác của các nền của thị trường tài chính ở khắp trên toàn cầu chúng ta đã có một tuần giao dịch rất là chao đảo. Tuy nhiên, ở trên góc độ kỹ thuật thì Hùng Lê có đánh giá rằng thị trường chứng khoán của Việt Nam đang ở những cái thời điểm tương đối tốt, chính vậy nên các anh chị cũng có thể thấy rằng nó đã chống đỡ, phải nói là như vậy, nó đã chống đỡ rất tốt những cái thông tin liên quan đến căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu. Và tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích để chúng ta nói rõ thêm cái câu chuyện của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng với một kết quả giao dịch trong tuần vừa qua thì phải nói thị trường của chúng ta đã rất thành công, nó đã không có hiện tượng bán tống bán tháo, và trong phiên giao dịch ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày thứ sáu thì gần như các mã cổ phiếu của chúng ta cũng đã lấy lại được những cái trạng thái cân bằng cơ bản nhất đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết các nhóm ngành các anh chị nhé. Đối với VIX thì chúng ta đã có phân tích rồi, xu hướng hiện tại của VIX đó là trượt dài trên đà chỉnh giảm sau những cái thông tin không được tích cực, đó là VIX ngừng sản xuất xe xe xăng và hướng sang sản xuất xe điện. Thì đấy là một cái thông tin mà với cá nhân Đồng Lê cho rằng là nó bất ổn đối với doanh nghiệp này, và chính vậy nên là cổ đông đã thi nhau bán. Và trong tuần vừa qua, sau một cái biên tích lũy tuần ở biên 80.5 và biên này đã bị chính thức phá, và phiên ngày thứ sáu tức là phiên ngày hôm nay có tín hiệu xác nhận bị mất vùng 80.2, như vậy là một tín hiệu rất xấu. Ngắn hạn thì khả năng VIX sẽ đánh về quanh vùng 76. Ở Vinhome cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến ở trong tuần vừa qua, và gần như thì Vinhome ở trong giai đoạn này đánh rất là lạc lõng, những cái trận đánh nó đánh rất chớp nhoáng, và những anh chị em những tài khoản nào mà ham vui quá đó, ví dụ như trong những cái bản tin tuần cũ cũng có phân tích ở đây, Vinhome sẽ chạm vào quanh vùng 84, đấy là vùng kháng cự, và bây giờ nó tiếp tục chỉnh. Trong tuần này thì Vinhome cũng đã chỉnh về lại quanh vùng 78, 78.5 ở đây. Thì cái vùng này là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của Vinhome, thì anh chị cầm chúng ta có thể quan sát thêm. Trong trường hợp nếu như thủng vùng 78 thác sát rất cao thì Vinhome sẽ chỉnh cung về quanh vùng 76. VRE thì trong thời điểm vừa qua nó có một cái thông tin tích cực về nhóm ngành bán lẻ, chính vì vậy nên là nó có nhịp hồi. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta đều nhìn thấy ở đây vùng 36 là vùng kháng cự rất là mạnh, và tuần này thì nó chưa bật lên lại được vùng 36 gọng. Nhưng trong hai lần trước đây thì cũng có phân tích rất kỹ cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu VRE ở vùng 36 ở đây. Ngắn hạn chúng ta có hai vùng chỉnh kỹ thuật hợp lý của VRE, đó là vùng 33 hoặc là vùng 32. Chúng ta quan sát thêm. Vinamilk thì cũng đang trượt dài trên con đường giảm giá, nói chung là như vậy. Trong cái thời gian vừa qua thì Vinamilk gần như đã không thể tích lũy nền. Trong tuần nó bắt đầu quay lại vùng 78.5, đây là cái vùng đáy cuối cùng, có thể gọi là vùng đáy cuối cùng của Vinamilk. Trong trường hợp trượt khỏi vùng 78.5 thì xu hướng sẽ đi về khoảng vùng 73.5 đến vùng 74. GTN có tín hiệu đánh lên, tuy nhiên dòng tiền của GTN chưa có. Đây các anh chị, GTN nó phải đánh khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu một phiên. Thì khi đó nó mới có xác nhận dòng tiền đầu cơ chảy vào cổ phiếu, còn trong ngắn hạn thì Hùng chưa nhìn thấy cái tín hiệu gọi là dòng tiền đầu cơ đi vào. Đây dòng tiền nó chỉ khoảng tầm 300 ngàn trên một phiên thì nó rất là khó để đi. Xu hướng thì GTN sẽ quay trở lại test lại cung ở vùng 7.8 đến khoảng vùng 18 trong tuần mới. Chúng ta sẽ quan sát thêm. Nhóm ngành hàng không thì như Hùng đã có phân tích và đánh giá cho các anh chị rồi, đó là chúng ta kỳ vọng vào một cái năm 2022, đó là nhóm ngành hàng không sẽ quay trở lại
mở cửa nền kinh tế, các cái chuyến bay giao thương của chúng ta sẽ được kích hoạt trở lại, đặc biệt là trong hoạt động du lịch dịch vụ. Và trong cái thời gian vừa qua thì VDC cũng đã có một cái tính tạo lập rất tốt. Và tạo lập như thế nào thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần khi cũng có phân tích cái điểm hỗ trợ của VDC ở vùng 118 đến khoảng quanh vùng 120. Chúng ta đã nâng target của VDC lên vùng 135, và trong bản tin tuần thì chúng ta đã đưa cái target của VDC lên vùng 145, thậm chí là đến vùng 152, nhưng vùng 152 thì chưa đạt được. Trong ngắn hạn, VDC sẽ có những điểm test lại quanh vùng 145, và tuần tới thì đánh giá cao, xác suất cao thì VDC có khả năng test vùng 140, 142. Đây là vùng test hợp lý của cổ phiếu VDC. Và căn cứ cái điểm test kỹ thuật này thì sẽ có thêm những cái thông tin phân tích tiếp theo. Cổ phiếu hàng không HVN cũng đã có một nhịp tăng tốt, và nhịp tăng này thì chính thức cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đầu tiên, đó là vùng giá 27. Cái việc chỉnh cung nó là rất bình thường, rất là bình thường sau khi cổ phiếu đạt đến target hoặc các cái vùng kháng cự, các anh chị nhá. Thì vùng 25.5 đến khoảng vùng 25.8 ở đây, đó chính là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của HVN, và chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá kỹ thuật ở đây. Tiếp theo nó có vùng 24.5 đến khoảng vùng 25, đây cũng là những cái vùng mà có thể canh để gom lại cổ phiếu HVN, đó là những cái điểm mà cổ phiếu HVN lấp lại gap. Đó, sau khi nó tạo gap ở đây thì nó tăng ở đây và nó quay về lấp gap ở bên này. Đấy là một cái trend kỹ thuật rất là bình thường, và đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta sẽ canh gom. Nhóm ngành vận tải du lịch có thêm cổ phiếu SKG, thì SKG cũng đã có phân tích và khuyến nghị cho các anh chị rồi. Các cái điểm mua target mà chúng ta đang xây ở đây đó là vùng 23, trong tuần thì nó đạt được đến khoảng vùng 22.8, tức là cách 0.2 nữa thì cổ phiếu này sẽ đạt được về cái target thiết kế của chúng ta. Ngắn hạn thì HVN sẽ quay trở xin lỗi cả nhà, SKG sẽ quay lại vùng 20.5 đến vùng 21, và điểm sâu hơn thì vùng 19.5, tức là cái vùng 19.5 trước đây nó là kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái hỗ trợ rất là quan trọng. Hiện tại dòng tiền đang đánh xuống Đông Kiên Giang tương đối tốt, và chúng ta hãy nhìn trên góc độ đến tuần đi. Trên góc độ đến tuần thì các anh chị có thể nhìn ở đây, đây là một cái trang kỹ thuật mà Super Đông Kiên Giang đã có một cái lực cầu tăng rất tốt, và nó tăng một mạch từ khoảng vùng 10 lên đến khoảng vùng 40. Thì trong cái nhịp này cũng như vậy, Hùng Lê cũng đang kỳ vọng gì ở nhịp tăng này của Super Đông Kiên Giang, đó là gì, nó đã hình thành xong hai cái sóng 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 chỉnh A và sóng chỉnh A, sóng hồi B, sóng chỉnh C ở đây. Sóng A, sóng C nó đã kết thúc và nó đã hình thành được một cái nền tảng tích lũy ở vùng 15 đến 16. Chính vậy nên Hùng Lê đã có phân tích một cái nhịp mà chúng ta vào lại cổ phiếu Super Đông Kiên Giang. Rồi thì chúng ta chốt bớt một phần được ở phần vùng quanh 23 thì chúng ta sẽ kèm mua lại ở đây các anh chị. Cổ phiếu TCT cáp treo Bà Nà cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà được cùng phân tích khá là sớm với một cái sự kỳ vọng về du lịch quay trở lại. Hiện tại thì cổ phiếu này đã đạt được cái target tuần đó là 45 trên 45 và đang hướng về target vùng 50. Nó đang có chỉnh cung như này thì trong trường hợp mà chúng ta vẫn giữ được vùng 41.5 đến vùng 42.5 thì cái xu hướng của cổ phiếu này là còn, và chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm thêm. Cổ phiếu VTD. VTD cũng là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp, được khuyến nghị phân tích đầu tư với một cái kỳ vọng sự quay trở lại của trạng thái du lịch. Dòng tiền cũng đang đánh rất là tốt cổ phiếu VTD, và để cổ phiếu này đi tiếp được thì nó cần hội tụ những yếu tố kỹ thuật như thế nào. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn nhận ở đây, đó là vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu ở vùng 25 đến khoảng vùng 26. Vùng hỗ trợ kỹ thuật, tức là nếu như cổ phiếu này đi tiếp thì nó phải đảm bảo không được gãy vùng 23, tức là nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây và không được gãy. Còn nếu gãy vùng 22 ở đây thì coi như là chúng ta phải bán ra. Còn nếu mà không gãy thì chúng ta có thể chốt lãi một phần ở vùng 25, 26 và quay về vùng này chúng ta sẽ gom thêm. Rồi, trụ Mansan thì hiện tại trong tuần vừa qua xu hướng chủ đạo là nó đi ngang ở quanh vùng 157, vùng 160, và với tín hiệu cầu như thế này thì xác suất là nó sẽ tiếp tục đi ngang ở trong cái biên này và sẽ có thêm những cái sự đánh giá. BVH là một mã cổ phiếu trụ đáng để đầu tư và đã được phân tích những cái điểm mà các anh chị canh gom, và trong tuần vừa qua thì là một tuần thi đấu rất thành công của cổ phiếu BVH. Khi thứ nhất là nó test lại vùng 56, khi bản tin tuần thì cũng đã có phân tích cho các anh chị cái biên 56 đến vùng 57 ở đây, đó là cái biên mà BVH có thể quay trở lại test cung. Lực cầu đã bắt đầu duy trì được ở quanh khoảng 1 triệu 2 cổ phiếu trên một phiên và đã cá biệt là đã cán lên được vùng 2 triệu 4. Như vậy là cái dòng tiền bắt vào mã cổ phiếu BVH là tương đối tạm ổn rồi. Xu hướng ngắn hạn thì chúng ta sẽ nâng target của BVH phiên ngày hôm nay là đạt rồi này.
nâng lên 60, vượt vùng vùng 60 thì chúng ta sẽ nâng lên 62 và sau đó thì sẽ phân tích thêm các cái target tiếp theo. PNG nó thuộc về hệ bán lẻ và đã có một trong những cái hiệu ứng rất tốt và tích cực ở trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng đây tích cực như thế nào thì nó vẫn phải gọi là đến những cái vùng kháng cự, và những cái vùng kháng cự này chúng đã phân tích cực kỳ kỹ và chi tiết. Thứ nhất đó là vùng 108.5 và sau đó biên 110 và biên 110-111, và các anh chị nhìn ra đây, đây là vùng nó nôm na là có cướp, và khi có cướp rồi thì chúng ta phải rất cẩn thận đó, chúng ta đừng có đua vào đây nữa, có hàng thì chúng ta phải canh để chúng ta hiện thực hóa cái mục tiêu lợi nhuận của chúng ta tại những vùng kháng cự hoặc là tại những cái vùng target. Và target nhịp này thì cũng đưa PNG về vùng 110, chưa xây dựng target thêm. Nó sẽ chỉnh cung, và những cái điểm chỉnh cung có hai điểm chỉnh 105, tuần tới thì chắc chắn là 105 là sẽ đến. Còn cái điểm sâu hơn ở dưới này thì chúng ta sẽ chờ thêm, đó là khoảng quanh vùng 101.5 đến khoảng 102.5, đó là cái vùng chỉnh cung thứ hai có thể tính toán đến của PNG khi mà nó chạm vùng kháng cự 110 đến khoảng 111 ở đây. MWG trong tuần vừa qua cũng đã có một lực cầu tương đối là tốt, và chúng ta nhìn về mặt ý đồ đi, chúng ta nhìn về mặt ý đồ một tí, tức là cũng có nói rồi, MWG không gãy vùng 125 thì các tài khoản mà các anh chị đánh MWG chúng ta cứ cầm. Và sau một cái giai đoạn mà MWG đi một cái sóng hình sin ở đây, các anh chị có thể nhìn thấy, nhìn một sóng hình sin ở đây, thì cuối cái sóng hình sin này thì nó sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật, và đây nó đang cho những cái tín hiệu kỹ thuật đó là đánh lên. Vậy thì đánh lên đâu và cơ sở đánh như nào? Thì tuần tới là MWG sẽ có ở vùng 134 đến khoảng 136.5, đây là vùng biên tích lũy. Kỳ vọng của nhịp này nó sẽ đánh chạm lại đỉnh cũ 145, và khi về lại đỉnh cũ này thì cũng sẽ phân tích sâu hơn, chi tiết hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cổ phiếu công kháng cự thì chúng ta cần thêm dữ liệu để chúng ta đánh giá. Ok các anh chị, chúng ta không nói phép. Cổ phiếu G, cơ nên lại G đã có hình thành một cái nhịp tăng rất là tốt ở đây. Và bản thân G thì trong tuần chúng ta cũng đã đưa những cái target tuần của G lên vùng 73 đến vùng 75, và hiện tại thì G cũng đang tiệm cận về đây, cướp ở đây này. Đấy, thì đây cũng đang cướp này, đây có cướp. Vậy thì kẻ cướp nó ở đây rồi thì mình có chiến thắng được kẻ cướp hay không? Thì đấy là một câu chuyện mà chúng ta cần phải đánh giá thêm. Còn trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn, cổ phiếu cơ điện lạnh G có vùng tích lũy 71 đến 72. Nôm na là nó cướp nhưng mà nó không xuyên qua chỗ này là còn đánh tiếp. Đó, là còn cơ hội. Và cái dòng tiền, nói chung dòng tiền ở trong giai đoạn này G cần phải bổ sung thêm, tức là nó cũng đoạn này nó đánh hồi nhưng mà cái lực hồi này thì lực cầu nó chưa thực sự là xuất sắc. Đó, chưa thực sự xuất sắc lắm. Nhưng ít nhất là chúng ta nhìn thấy đây và nhìn thấy đây. Đó thì chúng ta phải chờn, và khi mà cổ phiếu chỉnh về vùng hỗ trợ, đây cũng có phân tích một cái vùng hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời của G. Đó, và bản thân ở đây nhá, các anh chị có thể xem lại những cái phân tích rất là sâu sắc của Lê tại vùng giá hỗ trợ kỹ thuật của G ở vùng 63 đến vùng 63.5. Khi G đã có một cái lực hồi phục kỹ thuật ở đây và G quay trở lại chỉnh cung, thì những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật là Hùng Lê vừa phân tích vừa chỉ cho các anh chị. Đấy là một cách mà chúng ta truyền lại những cái kiến thức để các anh chị có thể vững vàng hơn, có thể tốt hơn, và chúng ta có thể quan sát cổ phiếu tốt hơn. Còn bản tin của chúng ta thì sẽ có 1 tiếng 30 phút, Hùng không có phân tích hơn. Và đến ở đâu thì chúng ta sẽ cắt từng hình ở đó. Chúng ta phân tích được bao nhiêu mã cổ phiếu thì chúng ta phân tích. Còn những mã cổ phiếu nào mà chưa được Hùng phân tích ở trên bản tin thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần, cũng sẽ dành thời gian để trả lời cho các anh chị. Một mã cổ phiếu nữa mà từ trước đến giờ thì lâu Hùng không có phân tích, nhưng đến cái giai đoạn này thì Hùng đang nhìn thấy rằng là nó đang thực sự nóng. Đó là cổ phiếu Bình Minh, dòng tiền tốt đang đánh cổ phiếu này. Trên góc độ kỹ thuật thì sang tuần tới các anh chị có thể ke ở quanh vùng 64, sau đó vùng 63 và vùng 62. Đây là ba vùng gom cơ bản để chúng ta đánh giá một cái trend kỹ thuật. Đây, nó đánh kiểu này rất có khả năng là nó sẽ đánh lên. Thì vì sao nó lại đánh lên thì chúng ta cứ nhìn một cái nhỏ nhỏ như này. Đấy là một cái mô hình khá là kinh điển ở trong phân tích kỹ thuật. Đó, và khi dòng tiền lớn đánh và nó không phá cái vỡ vùng 56 ở đây, đó, vùng 56 ở đây, và nó bắt đầu có những cái manh mún, nó bứt thoát vùng 62 ở đây, thì cái cốc này cũng bé bé thôi. Và đây cũng là một cái mô hình rất là kinh điển trong phân tích kỹ thuật. Và nếu như trong tuần tới mà chúng ta cân xong mà cổ phiếu này bứt thoát được vùng 65, đó, bứt thoát được vùng 65, thì xác suất cao của nhịp này, khi mà nó có cái tín hiệu đó xảy ra, thì xác suất cao của nhịp này nó sẽ đánh lên khoảng vùng 80. Như vậy là chúng ta cũng đã có một cái target tương đối tươm tất nếu như
những cái phán đoán của chúng ta là chính xác. Đó, không ai chắc chắn được các anh chị, không ai chắc chắn 100%, nhưng nhìn như thế này là có tiền đề. Đó, cho con đi học được rồi. Ok anh chị, đối với nhóm ngành thép cũng là một nhóm ngành rất là quan trọng mà chúng ta tiếp tục bám sát các cái tín hiệu kỹ thuật của nhóm này. Thì đối với Hòa Phát đó là vùng 46, sau đó biên 44, 45. Đây sẽ là những cái biên test kỹ thuật của Hòa Phát sau khi mà nó xuyên thủng, nó có hai cây đánh rất là hùng hồn ở đây. Thì những cái đánh hùng hồn đó là thông thường Hùng Lê không có chơi. Đó, quan điểm là như vậy, đừng có chơi với những cái này chơi vào những cái này chết luôn. Mà sao chúng ta cứ bình tĩnh từ từ rồi sẽ khoai nó sẽ nhừ. Nó sẽ có vùng 46, nó sẽ có vùng 44, 45. Đây là những vùng mà cổ phiếu sẽ chỉnh cung, test nền quay trở lại. Đó, thậm chí nhé, thậm chí là có những trường hợp là tạo lập người ta đánh dốc như này và nó thậm chí nó còn trả lại vùng 42 cơ. Đó, vậy thì tại sao chúng ta phải vội vàng đua ở vùng 48 làm cái gì các anh chị? Các anh chị cũng nhìn thấy cái đây à, kháng cự sờ sờ ở đây. Thế mà cái phiên giao dịch này cũng khối ông đua ở vùng 48 cộng. Đó, ví dụ như vậy thì khi mà cổ phiếu chỉnh cung thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là hốt. Cứ bình tĩnh thôi. Rồi Hoa Sen, chúng ta sẽ phân tích tiếp Hoa Sen. Thì đối với Hoa Sen đây, vùng kháng cự dày đây, các anh chị nhìn thấy sừng sững ở đây rồi, gọi là Trường Sơn, dãy núi Trường Sơn đấy, nó chắn ở vùng 37.5 đến vùng 38.5, tức là nó phải cần một cái lực cầu cực kỳ lớn đấy, phải dồn toàn tâm toàn lực thì nó mới đánh break được vùng này. Và tâm điểm của Hoa Sen hai tuần qua nó tiếp tục tích lũy đi ngang ở biên 35.5, biên sâu hơn ở đây là 34 đến vùng 35. Đây là các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà Hoa Sen cần phải tích lũy lại và nó phải đảm bảo rằng là không được thủng vùng 34, chứ mà nếu thủng vùng 34 thì lại hỏng rồi. Đó. Nam Kim thì xu hướng đẹp nhất ở trong ba mã gọi là ba con mã đầu của nhóm thép. Trong tuần trước và trong các tuần trước thì có phân tích vùng 37.5 đến vùng 38.5, sau đó thì nó bám biên ở vùng 39.2 tương đối đẹp. Nhiệm vụ của Nam Kim đó là nó cần phải đánh vượt thoát vùng 42, đẹp nhất là nó phải đánh lên khoảng vùng 45, sau đó nó test cung lại này, đó, nó test cung lại như này, và sau đó lực cầu nó tiếp tục ổn định duy trì ở vùng đây, đó là vùng 41.5, vùng 42.5. khi đó xác suất là chúng ta mới đánh giá cái xác suất mà Nam Kim kéo tiếp là cao. Còn trong trường hợp nếu như nó không break được vùng 42.5 cộng và nó quay lại bị xuyên thủng vùng 39.2 thì như vậy là xác suất là nó lại quay về nền rồi mới đi được. Nói chung là như vậy. Đó, cái đoạn này là một cái đoạn mà nó đang cố công này, mà cố công không được thì nó sẽ tụt. Thông thường cổ phiếu nó sẽ là như vậy. MTVN trong tuần vừa qua và nói chung là hai tuần vừa qua 14.5 đến khoảng vùng 15 nó đang tích lũy thêm. Lực cầu của TVN muốn đánh nó phải phải tầm độ 2.8 triệu đến khoảng tầm 3 triệu đi, khoảng tầm 3 triệu 3 1 2 3 1 2 3. Đó, lực cầu nó phải đạt được tầm này thì khi đó thì cổ phiếu nó mới tăng mạnh mẽ được như này. Chứ còn nếu mà lực cầu vẫn đang khoảng tầm 300-400 nghìn thì nó xu hướng chủ đạo nó cũng đang là tích lũy các anh chị. Hồng Minh Châu HMC đối với Hồng Minh Châu thì có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 24-24.5, biên quanh 25, đang bám biên khá là đẹp. Vùng thu gom thì đã có phân tích rồi, đó là quanh vùng 25 và cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở dưới này. Chờ đợi cổ phiếu break vùng 26 thì cái đó sẽ đi set target. Nhiều lúc có những mã cổ phiếu chúng ta phải mất khá là nhiều thời gian để chúng ta gom, chứ không phải ngày 1, ngày 2 chúng ta gom được đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu cơ bản của nhóm P. Thì có thể nói rằng trong tuần vừa qua tâm điểm của thị trường dồn cả lên P và giá dầu và P. Thì giá dầu đã có thời điểm, WTI đã có thời điểm chạm 100 đô trên một thùng và xu hướng thì nó vẫn tiếp tục tăng. Do những cái căng thẳng trên thế giới, do cái nhu cầu sử dụng nhiên liệu để phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch là rất là lớn. Chính vì vậy nên là nguồn cung tăng và nguồn cầu thì đang bị hạn chế. Chính vậy nên là giá của nhiên liệu bị đẩy lên rất là cao. Thì về mặt quan điểm kỹ thuật là chúng ta đánh P rất là sướng, nhưng nếu như chúng ta nhìn sâu ra, rộng ra, dài ra thì cái việc mà WTI tăng nó không happy một tí nào cả, nó sẽ làm cho nền kinh tế của chúng ta suy giảm rất là nghiêm trọng, rồi nó sẽ tăng cái lạm phát của chúng ta lên, rồi nó sẽ kiềm hãm sự phát triển GDP của mục tiêu của GDP của năm 2022. Thêm vào đó chúng ta thấy rằng khi xăng tăng, nhiên liệu tăng thì nó đánh vào túi tiền của chúng ta, nó đánh vào từng bữa ăn của chúng ta, nó đánh vào từng giấc ngủ của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như vậy, hàng ngày chúng ta phải đi làm, phải đi xe máy hoặc đi ô tô, rồi chúng ta phải nấu ăn bằng xăng, xin lỗi cả nhà, bằng ga, đúng không ạ?
rồi chúng ta ra chợ chúng ta mua, thì tất cả những cái thực phẩm hoặc tất cả những cái chi phí mà nó cấu thành cái giá thành sản phẩm của chúng ta đều có chi phí vận chuyển. Mà vận chuyển là gì? Vận chuyển chính là xăng. Đó, thì như vậy chúng ta nhìn rộng ra thì chúng ta thấy rằng là không ai mong muốn WTI nó tăng như vậy, và không ai mong muốn dầu khí nó tăng như vậy, đúng không anh chị? Thì mọi người vẫn nói vui là như vậy thì thôi, thì ta cứ mua dầu khí để chúng ta lấy cái lãi của dầu khí để chúng ta cân lại cái giá xăng tăng, thì đấy cũng là một cái cách, đúng không? Cách nói vui thôi, nhưng mà thực tế là nó không có ổn áp một tí nào. Cả thị trường nhìn vào nhóm ngành dầu khí trong tuần vừa qua. Tuy nhiên nhìn thì nhìn, nhưng chúng ta phải hiểu được nguyên lý vận hành của cổ phiếu. Chúng ta phải hiểu được chỗ nào có cướp thì chúng ta dừng lại. Ok các anh chị. Đến thời điểm này gas đang tiệm cận vùng 120 đến khoảng vùng 125. Vùng này cướp nhiều lắm, đừng có dại mà đu vào. Nó tốt đến mấy rồi, nhưng chúng ta hiểu được cái tính nguy hiểm của cổ phiếu, hiểu được tính nguy hiểm của thị trường thì chúng ta cần phải dừng lại. Đối với gas tuần tới nó sẽ có một cái biên ở quanh 118 xem nào. Ở đây 115.6 đến khoảng biên 118, đây là cái biên mà cổ phiếu gas sẽ tích lũy thêm. Trong trường hợp nếu như nó đánh mất vùng 115 thì các anh chị nên chốt. Đó. PLX đây, cướp ở đây rồi, đúng không? PLX thì đây dòng tiền đánh tương đối khá là tốt, và chúng ta đã nâng cái target của PLX trong tuần cũ là chúng ta nâng lên vùng 61 và đang hướng về target vùng 65. Thì trong tuần đã có một cây đánh vượt qua vùng 65, tuy nhiên lực cung nó, lực cầu nó không đủ giữ. Ngắn hạn thì PLX sẽ có vùng 61 đến 61.5, đây là vùng mà cổ phiếu PLX tích lũy. Ngày xưa nó là kháng cự thì bây giờ nó trở thành một cái vùng hỗ trợ cực kỳ quan trọng của PLX, để xác nhận rằng PLX sẽ quay trở lại vùng 65 và có đánh vượt thoát được vùng 65 hay không, thì nó cần có một cái vùng đệm kỹ thuật ở đây quanh vùng 61, các anh chị lưu ý. Cổ phiếu PET đã tăng rất tốt, thì con PET này thì nó đang được xếp vào cái nhóm ngành bán lẻ, và nhóm ngành bán lẻ đã có một cái sóng tăng tuyệt vời. Trong tuần vừa qua thì PET cũng đã dâng lên vượt thoát vùng 50, tức là cái vùng target mà đang dự kiến ở đây. Nó đang có 3 phiên dập dìu ở đây, xu hướng thì nó sẽ có những cái điểm mà lấp lại gap là một, cái thứ hai tích lũy nền lại quanh vùng 48.5 đến vùng 50. Các anh chị mà đang cầm PET thì chúng ta có thể chú ý thêm ở cái vùng này. Cổ phiếu PVT đấy, tốt rồi, nhưng mà ngắn hạn thì chúng ta phải chú ý những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật, đó là PVT ở vùng đỉnh cũ, vùng 25 đến vùng 25.5 ở đây các anh chị. Đấy, cái vòng cung này, cái nắp chung ở đây này, đó thì chúng ta bê cái nắp sang đây. Chúng ta hiểu được rằng là khi cổ phiếu chạm đến cái vùng đó thì có hàng thì chúng ta chốt bớt đi. Đó, ngắn hạn thì PVT sẽ chỉnh lại quanh vùng 23.5, sâu hơn thì có thể tính ở đây. Có thể tính ở đây, đó là vùng 22.5 đến khoảng vùng 23, normal là nó sẽ chỉnh cung lại. Căn cứ những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ bắt thêm vị thế nếu có. PXF thì nó đang có nỗ lực công lại vùng kháng cự 13. Mặc dù là trong cái điểm vừa qua thì PXF cũng đã bắt đầu có lực cầu vượt thoát vùng 1 triệu. Ngắn hạn thì các tài khoản cầm chúng ta có thể canh chốt bớt ở quanh vùng 13. Sau đó canh gom lại ở quanh vùng 11.7 đến khoảng vùng 12. Đối với PXF thì chúng ta đã có những cái phân tích khá là sâu, đó là khi gì ạ? Đó khi chúng ta gom ở quanh những cái vùng 10 hoặc vùng 11 ở đây thì chúng ta phải đề phòng thêm những cái điểm mà cổ phiếu có thể chỉnh cung về quanh vùng 8. Đó. Tức là một cái cách đánh rất là dài, chứ không thể chúng ta không thể đánh chớp nhoáng được. Đó, vậy thì như vậy thì khi chúng ta cân ở đây, lên đến đây thì chúng ta chốt bớt và chúng ta có thể canh để chúng ta gom lại ở những vùng sâu hơn. Rồi, cổ phiếu PVS trong tuần vừa qua thì có 3 phiên đánh tuyệt vời, nói chung là dòng tiền đánh tương đối là tàn bạo. Đó đã vượt thoát được cái vùng 31 ở đây, vùng 31 ở đây, và lên tiệm cận lại cái vùng kháng cự mạnh ở vùng 35 đến khoảng vùng 36. Đây là vùng kháng cự các anh chị, đây là vùng kháng cự, kênh xu hướng của nó đây rồi. Với cái kháng cự này, tuần tới chúng ta sẽ tập trung quan sát ở vùng 32 đến khoảng vùng 32.8 các anh chị nhé. 33.8. Đây là vùng mà dự kiến là PVS sẽ quay về chỉnh cung. Cổ phiếu PVD cũng có một lực đánh tốt ở trong tuần vừa qua. 34.5 là vùng kháng cự ở đây, và nó đang có một cây nến để trả lại cung. Xu hướng tuần tới sẽ test lại khoảng quanh vùng 33.2 đến khoảng vùng 34, trước khi mà lực cung lực cầu cân đối trở lại đây. Xu hướng nhịp này thì PVD đánh khoảng về vùng 37 là sáng, khả năng là cao là như vậy, bởi vì
VKTI thì vẫn xu hướng là vẫn đang 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 tăng khá là tốt. Cổ phiếu OI, OI cũng đã giao dịch tương đối là tốt rồi, và OI thì nó tiếp tục quay trở lại vùng kháng cự mạnh của nó ở đây, đó là vùng 20.5 đến vùng 20, đây vùng kháng cự mạnh đây. Thì trong tuần là OI đã vượt, có thời điểm vượt thoát vùng 21 nhưng kết tuần nó lại về lại vùng 20. Điều đó chứng tỏ rằng là gì? Cái biên 20 đến biên 20.5 vẫn là một cái vùng kháng cự tương đối mạnh của cổ phiếu OI. Tuần tới thì kỳ vọng OI sẽ quay trở lại quanh vùng đây bao nhiêu? Quanh vùng 19.5, tích cung cầu ổn định lại ở đây. Rồi chúng ta sẽ đánh giá thêm. Trong trường hợp cổ phiếu OI mà không thủng vùng 19.5 thì xác suất chúng ta sẽ đưa target của nhịp này của OI lên khoảng vùng 22. BSR trong nhịp này đang hướng về vùng target mục tiêu 30. Trong tuần thì BSR đã lên được đến khoảng vùng 29.4, tức là cách 0.6 nữa thì nó suýt soát nó chạm được cái target này. Hơi tiếc một tí, nếu mà về được khoảng vùng 30 thì chốt khá là đẹp. Xu hướng chỉnh cung tích lũy nền ở quanh vùng 27, sâu hơn sẽ ở vùng 26, tập trung đánh giá BSR ở hai vùng này. POVK ở đây đó, chúng ta thấy rằng là cái vùng kháng cự 18.5 đến vùng 19 này tương đối mạnh các anh chị nhé, 2 tuần không công được. Và cái trò đời ấy là khi mà cổ phiếu mà công kháng cự mà không thành thì thường thường là đằng sau đấy nó giảm kinh. Vậy thì để mà đề phòng được những cái trường hợp như vậy thì thứ nhất đó là khi cổ phiếu chạm kháng cự, chạm target thì các anh chị có thể hiện thực hóa bằng cách là chúng ta chốt đi khoảng 30 đến 50% tỷ trọng ở đây. Sau đó chúng ta quan sát thêm, giả sử chúng ta sẽ chốt đi ở khoảng vùng 18.5 đến vùng 19. Ta sẽ quan sát thêm cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, 17.5 đến vùng 10, 17.8 ở đây. Không thủng, đó cổ phiếu không thủng. Đó, và sau đó thì nó tích lũy ở đây ổn định và nó có cái lực cầu đánh quay trở lại thì các anh chị có thể cân lại cái phần mà chúng ta đã chốt ở trên này. Còn trong trường hợp nếu như mà có một cây nến đỏ đặc mà nó đè như thế này, ví dụ đấy, không ai nói trước được cái điều gì cả, và chúng ta căn cứ những cái tín hiệu này, có xuất hiện một cây nến đỏ đặc như thế này thì phải bán tiếp đó. Bởi vì sao không bán tiếp thì cổ phiếu nó sẽ về lại nền 15, về lại về về đây thì khả năng là chúng ta lại mất hết lãi đấy. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái nhịp cũ của chúng ta có phân tích cái xu hướng kỹ thuật của nó ở 15 đến khoảng vùng 15.5 các anh chị. Rồi nhóm cổ phiếu ngành P thì chúng ta sẽ đi phân tích cơ bản như vậy. Bây giờ mình sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu của nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì trước khi mà tiếp cận đến nhóm ngành này thì chúng ta sẽ có một vài ý. Thứ nhất đó là hiện tại thì nhóm ngành banh nó đang ở trong một cái trạng thái tích lũy. Và cái trạng thái tích lũy này thì theo như quan điểm cá nhân của ông Lê thì tuần tới nó sẽ tiếp tục tích lũy mà nó chưa thể bật ngay lại được đâu. Ít nhất là nó cũng phải hấp phụ hết những cái phần thông tin về khủng hoảng chính trị, đúng không? Và sau khi mà nó hấp thụ hết những cái thông tin đó rồi thì nó mới có thể bắt đầu có thêm những cái lực phục hồi tốt hơn. Còn đối với nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta đo cái target kỹ thuật của nhóm ngành chứng khoán thì trong nhịp này nhóm ngành chứng khoán còn kéo, tức là nó chưa hết cái target của nhịp hồi. Chính vậy nên là các cái tài khoản mà các anh chị đang cầm các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta có thể cầm thêm. Canh những cái điểm chỉnh cung thì có thể gom thêm nếu có, và chúng ta sẽ đi phân tích kỹ hơn từng mã cổ phiếu. Vietcombank trong bản tin tuần cách đây 2 tuần, tức bản tin tuần video số 203 đúng không ạ? 203 thì chúng ta có phân tích một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này ở vùng 83 đến vùng 84, và các anh chị nhìn thấy đây, đây là một cái điểm chỉnh cung và xu hướng hiện tại thì nó cũng đang quay trở lại vùng 83 đến 84, tích lũy cung cầu ổn định ở đây, sau đó thì mới đánh giá một cái lực phục hồi kỹ thuật của Vietcombank ở đây. ACB thì cơ bản biên 34.3, điểm sâu hơn đó là vùng 33.5. Đây là các vùng hỗ trợ kỹ thuật mà dự kiến ACB có thể quay lại chỉnh cung. Công thương nhìn về xu hướng đó là công thương đã đang có khả năng là với một cái cách giao dịch như này thì công thương đang có xu hướng là sẽ mất vùng 34. Với xu hướng này tuần tới công thương sẽ test lại ở quanh vùng 33. BIDV trong những cái phân tích mà chúng ta có cảnh báo đó là vùng 45. Trong trường hợp nếu như vùng 45 bị phá vỡ thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật đáng lưu tâm. Trong tuần 2 tuần vừa qua thì BIDV có biên 44.5 đến biên 45 ở đây, nó đang tích lũy và có hai cây râu nến ở đây, đó là hai cây doji.
Với việc tạo thành hai cái doji như này, nó cũng khá tương đồng bên này và bên này chúng ta mang sang. Tức là trong tuần tới, nếu như trong cái trường hợp mà vùng 43.5 bị phá vỡ, như vậy là nó xác nhận rằng là bit đã tạo đỉnh ngắn hạn ở vùng quanh vùng 48. Vùng đệm này mà bị mất thì xác suất sẽ là như vậy, bởi vì đây nó sẽ xuất hiện một cái sóng C ở đây, sóng C chỉnh ở đây. Sóng C chỉnh, khi mà nó xuất hiện sóng C chỉnh thì nó sẽ rất chỉnh rất là mạnh. Trong phân tích kỹ thuật, anh chị lưu ý như vậy. MBB ở thời điểm hiện tại thì lực cầu cũng đang tương đối tốt và MBB cũng đánh khá là sốc, đúng không anh chị? Có những phiên đạp sàn và sau đó thì cũng có những cây nến sừng sững ở bên này. Còn xu hướng ngắn hạn thì vẫn vùng cản ở đây các anh chị này, vùng cản 35. Quan điểm kỹ thuật là có tốt đến mấy, có thông tin gì, thông tin A, thông tin B, thông tin C gì, nhưng mà khi mà ông gặp kháng cự là kiểu gì ông cũng bị trờn, gặp cướp. Với xu hướng chung hiện tại của nhóm banh thì tuần tới MBB sẽ có quanh vùng 33-33.5. Sâu hơn thì nó có thể quay về test cung kỹ thuật ở 31.5 đến vùng 32. Đây là các cái vùng test kỹ thuật mà các anh chị trong những cái thời điểm hiện tại, mà những cái tài khoản nào mà các anh chị cứ đua xanh thì sẽ khó thắng. Bởi vì sao? Thị trường nó kéo, có thể phiên này kéo những phiên ngày mai nó xả luôn. Đó, vậy thì chúng ta hạn chế đua xanh mà chúng ta phải đua ở trong những cái phiên gọi là gì ạ? Ke kỹ thuật, ke cái điểm hỗ trợ để chúng ta cân với mã, những cái mã cổ phiếu mà chúng ta quan tâm. VPBank hai phiên kết tuần đánh tương đối là sốc, tương đối là tốt. Nhưng mà gì đây, các anh chị nhìn thấy đây. Cướp nó nằm ở đây rồi, vùng 39, tuần tới nó sẽ gặp cướp. Và khi gặp cướp thì thông thường có thể là nó sẽ ủn lên một tí ở vùng 40 để nó hút dòng tiền cá nhân và sau đó nó sẽ quay lại chỉnh cung ở bên này, các anh chị lưu ý. HD Bank, như vậy HD Bank ở đây vùng kháng cự 32 trong vài tuần gần đây không vượt thoát được, và song song với việc đó thì nó cũng hình thành một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, vùng 28.5 đến khoảng vùng 28 đến 28.5. đây là vùng mà có thể chúng ta sẽ mua để chúng ta đón những cái nhịp phục hồi T cộng ngắn hạn ở đây. Đây những cái nhịp hình sin đấy các anh chị. Techcombank nhìn chung thì cũng chưa có nhiều cái yếu tố đột biến. Trong tuần thì nó bị đánh mất vùng 51 ở đây, đó là một tín hiệu xấu đối với Tech. Và đối với Tech ở trong cái nhịp phân tích cũ, chúng ta có đánh giá cái vùng kháng cự rất mạnh của Tech ở đây, đó là vùng giá 454. Đó, thì khi gặp kháng cự thì các anh chị chốt bớt đi, đây là quan điểm. Còn gặp hỗ trợ thì chúng ta canh gom thêm. Về mặt xu hướng tuần tới, chúng ta sẽ đánh giá thêm Techcombank ở quanh vùng giá 50. TP Bank thì có hai tuần TP Bank có giao dịch khá là ổn định ở quanh vùng 40. Nhịp này thì nó cũng là một nhịp hồi ngắn thôi, và cái vùng kháng cự nó rất mạnh ở đây, vùng 44, vùng cướp ở đây, thì có hàng thì canh vùng này mà chốt bớt đi thôi. Đó, nhìn như vậy. Tức là chúng ta luôn đưa cho mình một cái định hướng về mặt cổ phiếu để chúng ta có thêm cái phương án hành động, chứ đừng có để đến lúc mà cổ phiếu đạp sàn hoặc là cổ phiếu tăng kịch trần thì khi đấy chúng ta mới gom. Những cái câu chuyện đó là chúng ta không chủ động. Hàng hải thì trong thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến. Xu hướng thì nó sẽ test lại vùng 26-26.2 trong tuần tới, trước khi mà có cái lực cầu bật ngắn ở đây. Vùng kháng cự ngắn của ngân hàng hải ở đây quanh vùng 28.5 đến khoảng vùng 29. STB hiện tại cũng không có nhiều các yếu tố đột biến các anh chị. Xu hướng tuần tới thì nó tích lũy quanh vùng 32. Tích lũy quanh 32 thôi. 32 đến khoảng vùng 33. SHB thì xu hướng tích lũy quanh vùng 21.5 đến khoảng vùng 21.8. Trong trường hợp thủng 21.5 thì xu hướng cổ phiếu này sẽ đi về khoảng vùng 20.3 đến khoảng vùng 20.5. Nhìn về mặt kỹ thuật là đây, đường MAC đang cắm đầu đi xuống như này thì cổ phiếu nó khó lòng nó tăng lắm. Khó lòng nó tăng, một là nó đi ngang, hai là nó tích lũy thôi. Liên Việt Postbank sau những cái nút đánh rất là mạnh và tiệm cận vùng hàng kháng cự 26 hùng hũng
Đấy, Hùng Dũng tưởng là đánh bật quả này, đánh bật vùng 26 luôn. Nhưng sau đó thì những cái điểm test cung của của Liên Việt Postbank thất bại, đó là nó test lại vùng 25.5 bị thất bại. Và sau cái điểm test thất bại này thì xu hướng hiện tại cổ phiếu này là đang xu hướng giảm giá, đường mác đang cắm đầu đi xuống, dòng tiền đang cắm đầu đi xuống thì không có mã cổ phiếu nào tăng được cả. Đó. Xu hướng tuần tới vùng 22 đến khoảng vùng 22.5 sẽ là vùng hạ cánh để cổ phiếu Liên Việt của Postbank tích lũy thêm nền. Nhóm ngành chứng khoán hiện tại đang khá là ok, và chúng ta sẽ kỳ vọng nhóm ngành chứng khoán sẽ kéo một nhịp nữa. Đây là nhịp kéo thứ nhất. Đó, nhịp kéo thứ hai thì nó sẽ xuất hiện sau khi mà nó có những cái điểm test cung thành công. Và đối với VCI thì nó test ở vùng 58.5 rất là thành công, và biên tích lũy ở vùng 60 đến vùng 60, 60.5 đến vùng 62. Ngày hôm nay thì VCI cũng đóng cửa được ở vùng giá cao nhất, và sang tuần tới kỳ vọng VCI sẽ đánh vượt thoát vùng 62.5 để đi lên vùng 65, sau đó thì sẽ ngắm cái target của VCI ở khoảng vùng 70. Cổ phiếu SSI trong vòng 2 tuần vừa qua nó đã tích lũy khá tốt ở vùng 44 đến vùng 45. Đây cũng là những cái cơ sở kỹ thuật rất là quan trọng để có thể đánh giá cái nhịp tiếp theo. SSI chúng ta sẽ nâng target lên vùng 48.5. Cổ phiếu HCM cũng đang có những cái tuần tích lũy, nền tảng tích lũy khá là tốt, bám biên ở quanh vùng 37 và vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 39. Ngắn hạn thì chưa có nhiều các yếu tố đột biến, đây là một cái vòng test cung thứ nhất. Đó. Rồi nó vòng sang đây nó lại tiếp tục một cái vòng test cung thứ hai, và có thể nó sẽ có một cái vòng test cung thứ ba, ví dụ như vậy. Đó. Đó. Sau những cái điểm test như thế này rồi thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật, và hiện tại thì cũng chưa có nhìn thấy được cái tín hiệu mà nó phá cái phá cản trên. Đó, ví dụ khi nó phá cản trên này. Khi nó phá cản trên này với một cái lực cầu xác nhận thì chúng ta sẽ nâng target của nó lên vùng 41.5 đến khoảng vùng 42. SHS thì sau 2 tuần nó bám biên ở vùng 40.5 tương đối đẹp. Xu hướng ngắn hạn SHS sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 45 đến khoảng vùng 46. Vượt thoát được cái vùng kháng cự 46 này thì sẽ phân tích thêm. MBS ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 26 đến khoảng vùng 26.2. Trong tuần thì nó đang bám biên ở quanh vùng 27. Nói chung MBS. Đây, xin lỗi cả nhà. Đây đây mới là trang kỹ thuật của MBS. Thì đối với MBS là nó đã trong tuần nó đã break được cái vùng kháng cự 35 ở đây. Đi lên một cái biên tích lũy nền cấp 2 ở đây rất là cao ở đây. Biên 36 đến khoảng biên 37, những cái nến test cung lại quanh vùng 35 được xác nhận là hợp lý và tích cực. Với đà phục hồi này thì MBS sẽ hướng về target khoảng vùng 40. CTS cũng đã có một tuần giao dịch tích cực khi mà cổ phiếu này đã có những vùng tích lũy ở quanh vùng 35.5 hợp lý ở trong tuần giao dịch cũ. Tuần này nó đánh sau những cây nến đánh vượt thoát vùng 37.5 thì nó đã có 3 cây nến test ở đây rất là đẹp, và phiên kết tuần với lực cầu đạt trên 1,8 triệu cổ phiếu, tức là xuất sát gần 2 triệu cổ phiếu một phiên là cũng là nét rồi đấy. Nói chung là thế này là nét rồi đấy. 2 triệu 3 nó khoảng tầm 2300 123. Đó. Sang tuần lực cầu tiếp tục bổ sung thêm cho cổ phiếu này khoảng tầm trên 2,3 triệu đến 2,5 triệu cổ phiếu, nâng target của em này lên vùng 45 đến khoảng vùng 47 của CTS. Bản Việt chứng khoán, Bản Việt BVS. Đối với BVS nó có vùng hỗ trợ đây 34.5 tương đối đẹp, và hiện tại nó cũng đang có một cái lực hồi. Với xu hướng hiện tại thì BVS cũng có thể kỳ vọng ở target 40 đến khoảng vùng giá 40 mấy đấy ta, 41.5. FTS trong tuần cổ phiếu này chạm vùng kháng cự 58.5 đến khoảng vùng 60, và nó đang có những cái cây nến gọi là zig zag ở đây, nó gặp kháng cự đấy anh chị này. Thì về mặt xu hướng là nó đã tích lũy tương đối là tốt ở vùng 51.5 đến vùng 52 đấy rồi, nó là cái cơ sở tích lũy nền để giúp cho
FTS có thể kỳ vọng nhịp này đi lên khoảng vùng giá 65 trong target kỹ thuật của FTS. VND lực đánh tương đối là mạnh, trong tuần nó đã break được cái vùng kháng cự 76 và dự kiến thì nó sẽ hướng về cái vùng target mục tiêu 80 đến khoảng vùng 83 đấy các anh chị, và cây nến ngày hôm nay thì nó đã chính thức đạt vùng 80 cộng rồi. Sang tuần tới có thể nó sẽ có thêm 1 đến 2 cây nến tăng nữa và nó tiệm cận lại cái vùng kháng cự ở đây, thì đây là cái vùng kháng cự mà chúng ta đặc biệt lưu tâm. Làng chốt thì bắt buộc chúng ta phải quay trở lại, chúng ta chốt ở những cái vùng này. Đó. ORS hiện tại cũng đang tương đối là hay. Sau một nhịp chỉnh cung và nó đã vừa thoát lên được vùng 23.5, đi lên target mục tiêu 26, biên chỉnh cung 25 đến 25.5, vùng 25 đến 25.5 ở đây. Tương đối là đẹp. Với lực đánh này, chúng ta sẽ nâng cái target của ORS lên khoảng vùng 28. AGR cũng là một mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán, sau một cái giai đoạn suy giảm và gần như thì chúng ta cũng đã có thể nhìn ở đây, nó cũng tạm gọi là nó đã hình thành xong sóng chỉnh C, và cái đáy sóng chỉnh C thì cũng có phân tích ở trong những cái bản tin tuần trước đây, các anh chị có thể xem lại. Ngắn hạn chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật của em này quanh vùng 19.5, đó là vùng kỹ thuật gom đã được phân tích rồi, vùng 20 đến khoảng vùng 20.6 là cái điểm gom thứ hai. Xu hướng trong tuần thì đã có những cái thời điểm mà nó đánh vượt thoát vùng 21.3, tương đối là đẹp. Ngắn hạn thì kỳ vọng nhịp này nó sẽ chạm về khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 23.5 đó, 23 đến 23.5 sẽ là những cái vùng kháng cự tiếp theo của cổ phiếu AGR. APS là một mã cổ phiếu cũng rất là hay, và cái tính tạo lập của cổ phiếu này tương đối là tốt. Nhìn về mặt ý đồ thì sóng chỉnh C dự kiến là nó về đến vùng 25 là cũng tương đối sâu rồi, từ vùng 60 mà nó đạp về vùng 25 là tương đối sâu, như vậy là tương đối sâu. Trong cái phân tích kỹ thuật ngắn hạn ở đây chúng ta có vùng kháng cự của nó là vùng 35, biên hỗ trợ kỹ thuật quanh 31 và 29 đến vùng 30, đó là những cái vùng mà APS có thể quay lại chỉnh cung sau khi mà nó chạm vùng kháng cự 35. Những cái vùng test tích lũy này ổn định, lực cầu quay trở lại ổn định trên 2,5 triệu cổ phiếu một phiên. Break vùng 35, chúng ta sẽ nâng target của em này lên khoảng vùng giá 40. Ok. Thì nhóm banh và nhóm chứng khoán thì cũng sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu như vậy để các anh chị nắm được. Nhóm ngành xây lắp tạm thời sẽ để cuối phiên, nếu còn thời gian thì cũng sẽ điểm qua một số các mã cổ phiếu cho các anh chị. Đến nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì theo như quan điểm của Hùng đã có phân tích trong các cái bản tin gần đây thì nhóm ngành này vẫn là một cái tâm điểm của thị trường ở trong năm 2022. Đối với SSC, chúng ta có một cái vùng phân tích hỗ trợ về mặt kỹ thuật, khi cổ phiếu này break nền thì nó đã có điểm test tương đối dài ở vùng 75 khá là tốt. Trong tuần thì SSC đã bắt đầu có tín hiệu kỹ thuật để đánh break lên. Và sau điểm đánh break này, nó sẽ có test lại ở vùng 80, biên kỹ thuật ở vùng 81 đến vùng 82. Đây là những cái vùng mà cổ phiếu SSC sẽ tích lũy trở lại trước khi mà nó có những cái tín hiệu cầu để vượt thoát vùng 85, lên vùng 90, lên 100. Đó là những cái target kỳ vọng của SSC. BCM, cổ phiếu này thì đánh vội thì sẽ khá là khó. Và nếu đánh túc tắc thì lại được, đó là gì, chúng ta chọn những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta gom. Ngắn hạn BCM đang có vùng kháng cự 85 và đang chờ đợi một cây nến để ngồi lên vùng 85 cộng. Khi mà cái vùng 85 này bị đánh thủng thì chúng ta sẽ có cái vùng target tiếp theo của nó ở vùng 95. D2D, cổ phiếu của anh Tâm, đúng không ạ? Cổ phiếu của bác Tâm. Biên hỗ trợ kỹ thuật của nhịp này đó là vùng 62 đến khoảng vùng 63, và chúng ta đang đưa target của em này lên khoảng vùng 68 đến khoảng vùng 70. Nhìn chung thì trong tuần vừa qua, cổ phiếu này cái động lực tăng cũng không được nhiều, xu hướng chủ đạo vẫn đang là đi ngang thôi. Và đi ngang thì nó không thủng cái vùng vùng chúng ta vừa đề cập ở đây là vùng 62 thì là được.
ITA, như vậy ITA đang cố gắng công vùng 17, nhưng mà những cái tín hiệu này cho thấy rằng là cái tín hiệu công của vùng 17 đang không thành. Xu hướng ngắn hạn sẽ quay lại về vùng 15.5. Trong trường hợp nếu cổ phiếu này bị thủng vùng 15.5 thì các anh chị chốt. Nó có một cái nến đỏ đặc mà nó đè gãy như này. Thì chúng ta nên chốt, bởi vì khi cái tín hiệu này mà xuất hiện thì xu hướng cổ phiếu IDA sẽ quay lại về nền 12 năm đến nền 13, chắc chắn là như vậy. Và nó cũng đã hoàn thành một cái nhịp sóng hồi ở đây rồi, như vậy là nó đã hoàn thành nhịp sóng hồi ở đây. Trong nhóm ngành bất động sản của công nghiệp thì có cổ phiếu B2 vừa mới được phận khuyến nghị phân tích và khuyến nghị anh chị em gom. Thì tính tạo lập của B2 tương đối là cao và cái mức độ đánh nó cũng tương đối là nhanh, chính vậy nên là chúng ta cũng đã có những phân tích khá là sâu. Điểm chỉnh cung kỹ thuật của B2 ở quanh vùng 1.5 đến vùng 12, và tiếp theo nó sẽ có một cái kháng cự ở đây, thì dòng tiền tốt nó có thể bơm thủng vùng 14 đến khoảng vùng 14.5. Sau đó nó sẽ tiếp tục có một cái xu hướng test cung lại ở đây. Các anh chị cứ nhìn thấy những cái hình nón này, những cái hình nón này nó sắp lên và nó sắp dần lên, ví dụ như vậy. Và sau, tức là cái mô hình của nó là nó sẽ là như vậy. Ví dụ nó lên đây thì nó sẽ có thêm một cái nón ở đây nữa, rồi nó mới test cung ổn định, rồi nó mới kéo dần dần lên được, chứ không phải là ào ào là như thế nó đi đâu. Và đây chúng ta đang có những cái điểm gom đầu tiên. Đó, đối với B2 thì phân tích khá là sớm, quanh vùng 10.5 đến 10.7, sau đó quanh vùng 11.5. Nhóm ngành thủy sản thì chúng ta sẽ điểm qua nhanh một số các mã cổ phiếu gồm có CMX. Thì đối với CMX là cũng đã có một cái nhịp phân tích đầu tư. Target hiện tại đang nâng lên, đó là vùng 19. Trong 2 tuần vừa qua thì CMX đã có một cái nền tảng tích lũy ở quanh vùng 7.5, tương đối là đẹp các anh chị, tương đối là đẹp. Thì ngắn hạn là chúng ta sẽ lấy biên 17.5 và sau đó là biên bao nhiêu đó? Biên 16, 16, 7, 16.6 đến vùng 17. Đó là biên kỹ thuật mà CMX có thể quay lại chỉnh cung ở đây. Và vùng này tích lũy ổn định thì nhặt thêm. Chứ còn lên đến cái vùng kháng cự này là chúng ta hạn chế các anh chị nhé. Lên đến vùng 19, đó là vùng target mục tiêu của chúng ta. ANV, về mặt lý thuyết thì ANV đã đạt được đến cái target kỳ vọng của chúng ta, đó là vùng 36 trên 36. Và khi đạt đến target thì đây nó đang chỉnh cung, những cái điểm chỉnh cung có thể quay trở lại quanh vùng 33 đến khoảng vùng 33.5 ở đây. Tích lũy ổn định nền ở đây đánh giá thêm, tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta nâng lại target lên vùng 36, vừa thoát vùng 36 thì lên vùng 39, 38, 38, 39 ở đây. Cổ phiếu DHC phân tích sau cùng đó là vùng 76 đến vùng 77 và biên 78, 79, đấy là vùng các anh chị có thể canh gom. Sau một cái nhịp tăng ở đây thì DHC đang quay trở lại chỉnh cung, và những cái điểm chỉnh cung này đó chính là những cái điểm mua rất là đẹp và an toàn. Dự kiến thì DHC sẽ tiếp tục quay trở lại ở trên vùng 80 cộng và hướng về target 1 của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 85. Vĩnh Hoàn VHC. Sau khi mà cổ phiếu này break đấy, có một tín hiệu break đây vùng 71 và đã nâng cái target của em này lên vùng 80. Trong tuần thì cổ phiếu này cũng đã chính thức đạt vùng 80 trên 80 và điểm cao nhất của nó là 80.2. Sau cái đạt cái điểm này, thông thường cổ phiếu nó sẽ quay về chỉnh cung, điểm chỉnh cung ở quanh vùng 76 và sâu hơn thì có thể tính tính toán ở vùng 73.5, tức là sau khi mà nó chạm vùng 80 thì nó sẽ quay lại test lại cung cầu đây. Đó, các tài khoản mà các anh chị quan tâm thì chúng ta sẽ quan tâm lại ở quanh vùng 73.5, 74, 75. Đây là những cái vùng mà cổ phiếu sẽ trả cung. Một cái nhóm ngành cũng rất là quan trọng mà theo quan điểm cá nhân Hùng Lê, năm 2022 nó cũng sẽ là một cái nhóm ngành dự báo nó sẽ có những cái mức tăng trưởng tốt, đó là nhóm ngành cảng biển. Nhóm ngành cảng biển các anh chị, khi mà các cái hoạt động giao thương được tiếp tục kích cầu và tiếp tục được mở rộng hơn trong năm 2022 thì đấy sẽ là những cái tiền đề để cái nhóm ngành này tiếp tục phát triển. Tuy nhiên nó cũng đã có một cái giai đoạn thăng hoa. Chính vì cái giai đoạn thăng hoa như vậy nên là chúng ta cũng phải đánh và chúng ta cũng phải phân tích rất là kỹ từng cái đường đi nước bước của từng các cái mã cổ phiếu. Ví dụ đây GMD đó, vậy thì GMD chúng ta có phân tích điểm mua, những cái điểm gom ở quanh vùng 40, ở những cái điểm rất là sớm mà chúng ta sẽ không tìm lại ở trên nhóm Zalo.
Bởi vì tìm lại trên nhóm Zalo thì chúng ta sẽ bị mất khá nhiều, mất khá nhiều thời gian, chính vậy nên là sẽ hạn chế tìm. Nó có hết ở trên đấy. Thì sau khi cổ phiếu này cán ở vùng 50.5, tức là target 50.5 tương đối đẹp, thì tiếp tục nâng cái target của em này lên khoảng vùng 53 đến khoảng vùng 54 đây. Thì các anh chị nhìn thấy đây, đây nó đang ba cái nến như thế này, nó đang cho thấy gì ạ? Nó đang cho thấy sự suy yếu của GMD ở vùng kháng cự mạnh. Và khi có cái sự suy yếu này thì chúng ta phải làm gì? Kháng cự rồi, rồi đạt target rồi, rồi cổ phiếu đang có những cái biến động như thế này thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chốt bớt. Đó, và chốt bao nhiêu thì tùy các anh chị. Tuần tới cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại về quanh vùng 50 đến 50.5. Đây sẽ là vùng và thậm chí là sâu hơn là nó sẽ quay lại. Thậm chí sâu hơn là nó có thể quay lại vùng 47.5 đến vùng 48.5 ở dưới này. Đấy. Nó sẽ có hai cái điểm chỉnh cung dự kiến khi mà cổ phiếu đó nó có thể quay về đây. Thì đấy là những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật và chúng ta sẽ phân tích thêm. Cổ phiếu VOS. VOS nhìn về tín hiệu trong tuần cũ thì chúng ta đã đánh giá những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối lạc quan. Tuy nhiên sang tuần này thì cổ phiếu lại bắt đầu có những cái đà suy yếu, tức là nó không thể đánh break tiếp được. Với đà suy yếu này, tuần tới sẽ quan sát thêm ở vùng 17.4, sau đó là biên kỹ thuật hỗ trợ 16.5 đến vùng 17. Cũng hoàn toàn có thể ở đây nó có cái mô hình vai này, vai đây các anh chị này, đây là một cái vai này, đầu này, vai. Vai đầu vai thuận á, thì nó sẽ đi đi lên, còn vai đầu vai nghịch thì nó sẽ đi xuống. Như vậy thì chúng ta cần phải tính toán xem là thuận hay nghịch ở cái điểm này. Đó, thì chúng ta lại phải cần thêm dữ liệu. Đó, còn dữ liệu này thì xu hướng là sẽ test vùng 16.5 vùng 7, đó là xu hướng kỹ thuật. VSC cũng đã có những cái điểm phân tích mua cổ phiếu từ rất sớm, đó ở quanh vùng 40 đến 40.5. Ngắn hạn chúng ta đưa target ở vùng 44, suy sát đạt được. Với xu hướng hiện tại trang tuần tới thì VSC có xu hướng bám sát ở quanh vùng 42. Target thì vẫn không có gì thay đổi cả. Target nhịp này của VSC thì vẫn là vùng 44, sau đó lên 46, 48 thì chúng ta sẽ phân tích dần dần từng cái target một. Nhóm ngành than cũng có những cái tín hiệu rất là tốt và khởi sắc trong thời gian vừa qua, và dự kiến ở trong năm 2022 thì giá nhiên liệu, giá than quặng các thứ nó cũng tăng. Chính vì vậy nên là nó cũng đã có những cái hiệu ứng tích cực nhất định, và nó đã có những cái dòng tiền khá là tốt. Bốn mã cổ phiếu của ngành than được phân tích khuyến nghị đầu tư gồm có TVD. Hơi tiếc là phiên ngày hôm nay TVB bị tụt, TVD bị tụt tụt cung tụt cầu vào cuối phiên nên là nó không đóng cửa được ở vùng cao nhất. Đó, vậy thì sau khi một cái nhịp tăng đầu tiên TVD đánh về vùng 16 thì cũng đã có phân tích những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật cho các anh chị rất là đẹp ở đây. Đó là vùng 14.4 đến vùng 14.7, đấy là những cái vùng mà các anh chị có thể quan tâm thì có thể tham gia mua. Điểm này nó đánh vượt thoát vùng 16 rồi, xu hướng sẽ nâng target lên vùng 18. Sau cái đạt target 18 xong thì có thể là sẽ vùng 20 đến khoảng vùng 21 ở đây. Chúng ta cứ căn cứ thực tế ở từng cái target một để chúng ta xây, chứ không phải là chúng ta tự dưng ở đây mà chúng ta xây lên 21, như vậy thì nó sẽ không thể chính xác được. Cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu CST. Em này thì dư địa nó còn, và CST thì cũng đã phải mất khá nhiều thời gian khá nhiều thời gian để săn bắt em này, mất rất nhiều thời gian đó. Bởi vì thời gian thứ nhất đó là cái vùng này, sau đó thì nó chỉnh lại cung ở vùng 14.3 và tiếp tục đi ngang ở biên 14.8 đến biên 15.5. Đây là những cái biên mà đã phải mất rất nhiều thời gian để bắt và thu gom cổ phiếu. Sau một cây đánh nến đánh thoát lên chạm vùng 18 thì lại tiếp tục có những cái điểm phân tích ở vùng 16 đến vùng 16.2 cho các tài khoản thu gom bắt break vùng 16.8 thì rất là đẹp rồi. Kết tuần phiên nay nó đang có xu hướng vượt thoát vùng 18, và đây là một cái tín hiệu tương đối tốt. Nói chung là nó phải lên được khoảng tầm 18 năm thì đẹp hơn. Hôm nay là đóng cửa 18.3 tức là hơi đuối. Dòng tiền bắt đầu tốt rồi, đạt 500.000 cổ phiếu trên một phiên, và nó kéo dòng dã như thế này khoảng tầm một tuần đi. Target tiếp theo ở vùng 20.5. Đó, sau khi đạt 20.5 rồi thì sẽ xây lên 23. Nó từng từng công đoạn một, nó đạt được 23 thì sẽ xây lên 26. Đó thì cứ từ từ.
Về mặt xu hướng, tức là cái trend kỹ thuật với cái cách mà cổ phiếu đi như này thì chúng ta sẽ rất là ok, và Hùng Lê đặc biệt yêu thích những cái mã cổ phiếu này. Than đèo ngang TDN, TDN cũng như vậy, nó tích lũy đi ngang, sau đó thì nó cũng mất khá nhiều thời gian để chăn dắt mã cổ phiếu này. Và đến thời điểm hiện tại đây cũng đang là những cái tín hiệu kỹ thuật đang ấm lên của cổ phiếu, đang ấm lên của cổ phiếu. Sau khi cổ phiếu đã test thành công ở vùng 13.5 với xu hướng hiện tại đặt mục tiêu nhịp này sẽ đánh chạm vùng 16, chạm vùng 16 xong nó sẽ chỉnh cung. Đó, nó sẽ test lại về quanh vùng 15. Ổn định cung cầu đây rồi, lực cầu được bơm vào và đánh vượt thoát vùng 16 lần 2 thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục nâng target kỹ thuật của cổ phiếu lên. THT cũng là một mã cổ phiếu ngành than và nó hoàn toàn vận động tương tự như vậy. Khi Hùng đã ngắm được cái vùng 12.4 đến vùng 12.7, đó là vùng phân tích kỹ thuật rất là hay. Chạm vùng 15 thì nó sẽ chỉnh cung, đơn giản thì có như vậy thôi. Và những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của THT quanh 13.5 cực đẹp luôn. Tuần này nó bắt đầu vượt thoát vùng 15. Tuần tới thì kỳ vọng nó kéo xem trong khoảng vùng 16 xong nhả cung phát vùng 15 ở đây. Ổn định thì chúng ta sẽ nâng target của em này lên vùng 17. Vừa thoát vùng 7 rồi thì sẽ có thêm những cái target tiếp theo ở quanh vùng 20 đến khoảng vùng 21. Nhóm than tương đối là ok. Nhóm ngành phân đạm cũng được phân tích và lọc ra hai mã cổ phiếu để khuyến nghị đầu tư và phân tích trong các cái bản tin tuần, đó là mã cổ phiếu BFC. Xu hướng thì quá tuyệt vời rồi. BFC trong tuần đã chính thức là đánh vượt thoát vùng 32 cộng và sau đó thì đang hướng về vùng target mục tiêu ở đây, đó là vùng 35 đến khoảng vùng 36. Đạm Cà Mau cũng rất là khỏe. À, trong phiên ngày hôm nay thì Đạm Cà Mau đã đánh vượt thoát vùng 36 nhưng mà chưa đánh vượt thoát được. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái vùng này, cái vùng 36 và vùng 34, 35, tức là vùng 34 đến vùng 35 đi, sẽ nói vùng 34 đến vùng 35. Đây là một cái vùng đệm kỹ thuật tương đối khá là quan trọng với xu hướng hiện tại của Đạm Cà Mau, và khi nó đánh lên như thế này là tốt rồi. Đó, nó đánh lên như thế này tốt rồi thì đây cũng có thể được xem xét là một cây nến trả cung. Nó đánh vượt thoát lên khỏi vùng kháng cự xong rồi nó trả cung lại. Vậy thì biên trả cung của Đạm Cà Mau nó sẽ nằm ở vùng 34 đến khoảng vùng 35. Trước khi mà nó sẽ công về cái vùng đỉnh cũ của nó ở đây, đó là vùng 39 đến khoảng vùng 40. Như vậy đó là chúng ta cũng đã đạt được một cái target rất tuyệt vời. Chúng ta bắt một cái nhịp sóng hồi rất tuyệt vời của Đạm Cà Mau ở đây và lên đến vùng vùng này thì nôm na là chốt thôi, không có làm gì, không có gì phải mất nữa rồi, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là chúng ta chốt này, cả hai cái lượng hàng mà người ta kẹp ở bên này ấy, là người ta nhìn thấy về đến đây này, đầu bắt đầu nhô nhô lên đây là người ta đang kẹp hàng, người ta mang hàng, là người ta chốt hết đấy, thì chúng ta lưu ý là như vậy. Nhóm ngành dệt may có phân tích hai mã cổ phiếu VGT. Thì đối với VGT ở đây anh chị, một biên tích lũy rất là dài, vùng 25.5 đến vùng 25. Tuần này thì bắt đầu công kháng cự 27. Nói chung là công kháng cự như này thì cũng tạm được rồi đấy, lực cầu được 6 triệu. Nhưng mà chưa mạnh mẽ, nói chung nó phải mạnh mẽ hơn một tí nữa. Xu hướng ngắn hạn, chúng ta sẽ kỳ vọng nhịp này ở vùng 29.5 đến khoảng vùng 30. TNG đang rất là mạnh mẽ sau những cái nhịp mà chúng ta bắt một cái nhịp sóng hồi ở đây, đặc biệt là có những cái điểm nhấn kỹ thuật ở quanh vùng 30.5. Hùng đã lưu ý và phân tích cực kỳ kỹ ở trong các bản tin tuần, không biết là các anh chị có ghi chép lại được hay không. Tuần này thì nó đang có xu hướng ở đây rồi, vùng vùng kháng cự đây các anh chị, vùng 35.5 đây, cái nón ở đây, ba cái nón, bốn cái nón nó nằm ở đây, thì chúng ta hiểu rằng đây sẽ là vùng kháng cự. Lực đánh của dòng tiền đang tương đối là tốt. Tuần tới chúng ta sẽ quan sát biên hỗ trợ kỹ thuật 33.3, tức là gì? Tức là không thủng vùng 33.3 thì xác suất nó đánh lên vùng 37, thậm chí là break vùng 37. Còn nếu thủng vùng 33.3 hết sóng, chốt, ngắn gọn như vậy thôi. Nhóm ngành Viettel có phân tích hai mã cổ phiếu VGI. Nói chung là VGI cũng tốn khá nhiều giấy mực ấy, nó vòng qua vòng lại mệt quá. Thì nhịp một là nó vòng này, nó lên vùng 33 này, nó vòng lại này. Vòng lại thì có phân tích ở đây là biên 31.5 đến biên 32, sâu hơn ở đây đó là biên 31 này.
xong đến nhịp 2 nó vòng lên vùng 3-3 này, xong nó lại test lại cung, tức là đánh lằng ngoằng quắc. Thôi đành phải chấp nhận thôi. Đó, và chúng ta hiểu được cái tính đạo lập là gì? Đánh và rũ. Đây này, đánh này, ba cây xanh, rũ này. Ba cây xanh, rũ này. Như vậy thì là gì? À, biết được cái cách nó đi như vậy rồi thì đừng có mà dại, đúng không? Đấy, đánh này, rũ này. Đấy, lên nhịp này nó rũ sạch này, xong đó nó mới kéo. Đấy, đây anh chị này. Đấy, gần như rũ sạch sang đây rồi bắt đầu nó mới kéo nhịp này. Thì bên này cũng như vậy thôi. Như vậy là gì? Để mà chiến thắng được cổ phiếu này thì chúng ta phải ke hỗ trợ để chúng ta mua. Còn chúng ta đua xanh chúng ta sẽ thất bại. Nôm na là như vậy. Vậy hỗ trợ là gì? Thì đây, ví dụ đây chúng ta có hỗ trợ vùng 31 ở tuần tới. Sâu hơn có thể là vùng 30.5, đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. VTP cũng đang hơi tốn giấy mực đây. Thì chúng ta đã phân tích khá là sâu cái ý đồ của VTP ở đây. Sau khi mà cổ phiếu này có vùng hỗ trợ kỹ thuật 64 đến khoảng vùng 65, nó có một nhịp hồi. Sau nhịp hồi đó nó sẽ trả cung và liên tục tìm kiếm những cái vùng mà trả cung để gom, đó là vùng 68, vùng 67.5, vùng 66.8 và thậm chí sâu hơn là chúng ta có thể sẽ phải tính toán ở vùng 66. Nhưng hiện tại thì chưa chưa có gom vùng 66 mà vùng 67, 68, 67.5, ba vùng này chúng ta đã gom. Đấy, các anh chị biết là chúng ta ke từng cái hỗ trợ như vậy để chúng ta gom mà vẫn còn thua đây này. Đó. Chúng ta ke gom như vậy mà chúng ta vẫn còn thua. Thua ở đây, ở ở cái điểm gì? Tức là mua xong cổ phiếu nó vẫn chưa lên. Đó, chứ còn đua ở trên này là lại lại hốt rồi này. Nhưng mà đấy, chúng ta mua ở những cái vùng hỗ trợ rất là đẹp. Có lỗ thì lỗ nhẹ nhàng. Đó, ví dụ như vậy mà vẫn còn không ăn nổi, vẫn chưa ăn được. Chứ đừng có nói là chúng ta hành động một cách gọi là hấp tấp, hành động một cách không có suy nghĩ, không có kiểm soát và không có những cái chiến lược, những cái bài gọi là tác chiến với mã các cái mã cổ phiếu thì ngay lập tức của chúng ta sẽ bị hứng chịu T0, T1, T2, chúng ta sẽ bị lỗ ngắn hạn ngay. Đó, và cũng rất nhiều các cái mô hình kỹ thuật thậm chí là sau một cái nhịp này thì nó còn trả hết về nền ở đây cơ, có nhiều. Khi nào mà có phân tích đến cái mã nào đó thì mình có sẽ chỉ cho các anh chị để các anh chị thấy. Có một cái điểm nữa đó là ngành nước ở trong năm 2022 các anh chị cũng lưu tâm giúp Hùng Lê. Và đối với mã cổ phiếu này thì cặp đôi thì nói đúng hơn BVKM thì cũng đã có những cái phân tích từ ngày 14 tháng 2 đối với hai cái mã cổ phiếu rất quan trọng của ngành nước, đó là TDM ở vùng 34.5 đến khoảng vùng 35, BVKE ở vùng 45.5 đến khoảng vùng 46, và đấy là những cái vùng mà dự kiến để bắt lại cổ phiếu từ ngày 14 tháng 2. Thì vì sao chúng ta lại nói đến hai mã cổ phiếu này và bắt như thế nào để cho nó đúng? Đó, vậy thì chúng ta sẽ nhìn ở đây. Tức là BVKE nó đã có một cái hành trình tăng rất là tốt rồi, và bản thân khi Hùng phân tích ở cái điểm 46.5, 47 đây thì khá là hoang mang. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tiếp cận hơi muộn. Cái phần thứ nhất nó là hơi muộn, cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là cổ phiếu nó đã tăng cao rồi. Vậy thì như vậy chúng ta tiếp cận như với những cái mã cổ phiếu mà nó tăng cao như vậy rồi thì chúng ta phải làm gì? Tiếp cận như nào? Thì phương pháp là đơn giản thôi, chúng ta mua ít một là chúng ta mua trong nhiều ngày và chúng ta ke ở trong những cái vùng hỗ trợ. Đó, ví dụ vùng 4 ở đây khi chúng ta có phân tích này. 45.5 vùng 46 nó có trả cung này, đó để chúng ta mua này. Xong đó là ở quanh vùng 47 để mua này, vùng 48 để mua đó. Vậy chúng ta mua dò dò và chúng ta có cả một tuần để chúng ta thu gom cổ phiếu từ ngày 14 tháng 2 mà các anh chị, bây giờ là 25 tháng 2 rồi, tức là một tháng rồi. Rồi, và với xu hướng hiện tại của BVKM nó đã trả cung ở vùng 48, đây là một điểm trả cung tương đối đẹp. Khả năng sang tuần tới thì BVKE nó sẽ tiếp tục có những cái điểm test lại cung ở quanh vùng 48 ở đây, và vùng 48 nó sẽ trở thành một cái pháo đài để giữ lại cái trend kỹ thuật để xác nhận xu hướng đi tiếp. Vùng 48 không thủng, tích cung cầu ổn định, chúng đang nâng target lên vùng 54. Nói chung là nhịp này thì BVKE cũng đang hơi tham đấy, lên tận vùng 6x cơ đó. Nhưng để lên được 6x thì cứ túc tắc từ từ thôi, không không có vội. Cổ phiếu TDM cũng như vậy. TDM là cũng có phân tích khi mà cổ phiếu này có những cái nền tảng bứt thoát ở quanh vùng 34 và tiếp cận với TDM cũng là tiếp cận ở vùng tương đối là cao. Xu hướng hiện tại đây đang kỳ vọng một cái trend kỹ thuật như thế nào của TDM. Phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí, phiên ngày hôm nay nếu như TDM break vùng 38 thì 10 điểm, tức là nó có một cây nến xanh nó ngồi lên như này đó, thì cực kỳ tuyệt vời, nhưng mà nó chưa đạt được cái điều đó.
Thì chúng ta sẽ chờ thêm tuần tới thôi. Cái này thì do tạo lập thôi, mình cũng không thể nào mà mình dựng lên được, đúng không? Nó do cung cầu của thị trường. Tuần tới sẽ có những cái điểm đánh giá kỹ thuật ở quanh vùng 36, và vùng 36 thì nó cũng sẽ trở thành một cái thành trì, nó quan trọng để giúp cho Hùng Lê đánh giá tiếp một cái trend kỹ thuật, tức là không thủng vùng 36, nến tuần không thủng vùng 36. Các anh chị lưu ý, Hùng thường khi mà chúng ta phân tích một trend kỹ thuật dài thì Hùng cần phải nhìn trên nến kỹ thuật tuần đó, để chúng ta có thể nâng target tiếp theo của em này về khoảng vùng giá 41. Và kỳ vọng ấy, với kỳ vọng của Hùng Lê thì nhịp này TDM cũng sẽ đánh ra tấm ra món, nói chung là sẽ đánh ra tấm ra món tương đối là đẹp. Chính vậy nên là đã khuyến nghị anh em chiến đấu. Rồi sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu khác, tức là một số các cái mã cổ phiếu mà được lọc ra ở trên nhóm và có những cái phân tích đầu tư cho các anh chị rất là hay. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói phân tích sâu cái mã cổ phiếu CSV. Và có một cái bản tin thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị là cái đường đi của CSV và IDG. Đó, ông sẽ nói luôn cái cổ phiếu IDG để chúng ta vừa 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 phân tích, chúng ta vừa học các anh chị. Nền tảng kiến thức nó sẽ là quan trọng nhất, đúng không ạ? Nền tảng kiến thức sẽ là quan trọng nhất. Thì CSV sau khi mà nó cũng đã hình thành một cái nhịp sóng chỉnh từ vùng giá 65 xuống đến vùng 35, thì Hùng đánh giá rằng ở đây cái điểm này là cái điểm mà nó chỉnh cũng tương đối sâu rồi. Chính vậy nên khuyến nghị bắt đáy. Và kể từ đó thì chúng ta đã nâng được cái target của CSV lên vùng giá 44, sau đó nâng lên tuần này là nó đã đạt được vùng 50 và đang hướng về vùng giá mục tiêu, đó là vùng 55 đến khoảng vùng 60. Thế thì cái cách để chúng ta tiếp cận đến cổ phiếu, thứ nhất đó là bây giờ là rất nhiều anh chị mới đu vào, nhưng Hùng Lê đã có những cái sự phân tích cực kỳ sớm đối với mã cổ phiếu CSV từ vùng 36 đến khoảng vùng 37, và căng lắm thì chúng ta mua thêm đến vùng 40 đến vùng 41 nữa mà thôi. Đấy là trong là hai cái điểm, gọi là hai cái điểm nhịp test cung của CSV, đó là những cái điểm kỳ vọng rất là tuyệt vời. Dòng tiền tiếp tục duy trì ổn định tốt đối với CSV, tức là nó đã đạt được cái ngưỡng khoảng tầm 600.000 cổ phiếu trên một phiên. Như vậy đây là một cái lực cầu tương đối tốt rồi. Lực đánh ổn định đó, cái tuần 2 tuần vừa qua nó tích lũy ổn định ở vùng 45.5 đến vùng 46.3. Đây sẽ là những cái cơ sở để mà CSV công vùng 50, và như thực tế thì cổ phiếu này đã công thủng thành công. Phiên ngày hôm nay còn tím cơ. Xu hướng ngắn hạn thì vùng 55 đến khoảng vùng 56 là sáng. Còn có kéo lên được cái vùng 65 ở đây hay không thì chúng ta đánh giá thêm. Và chúng ta lật ngược sang cổ phiếu IDG, cũng là cái mẫu hình phân tích trong phân tích kỹ thuật mà các anh chị thường xuyên cố gắng săn hàng. Đó. Thì cổ phiếu này cũng đã chỉnh và sau đó thì nó hình thành một cái nền tảng tích lũy đây, đó là vùng 23 đến vùng 25. Đây là cái vùng mà chúng ta cắm sào dựng để mà chúng ta bắt đầu bắt một cái nhịp sóng hồi của ADJ rất là ok. Thì nhịp sóng hồi thứ nhất nó đã đạt được kỳ vọng, đó là vùng 33. Tức là thực ra nhịp này mà nó lên được vùng 37 thì nó sẽ là đẹp nhất. Lên được đến vùng 37 sau đó nó đạp. Đấy, nó đạp. Nó đạp thì nó đạp về đâu? Nó đạp về khoảng vùng 30 đến vùng 31. Đây đang là những cái vùng đạp kỹ thuật của ADJ, và tuần tới thì mình sẽ có thêm những cái đánh giá kỹ thuật của cổ phiếu này ở quanh cái vùng đạp này trước khi mà chúng ta đi phân tích một cái nhịp lên vùng 37.5 ở đây. Đấy. Rồi, cổ phiếu SCL đã được phân tích rồi. Nó cũng là một cái mẫu hình tương đối là hay. Đó. Vậy thì sau một cái trend kỹ thuật nó đạp rất là tàn bạo, đúng không? Tàn bạo chứ, từ vùng 40 mà về đến vùng vòn 19 đến 18 này. Nó tích lũy rồi và nó tích lũy ở đây, đó là vùng 7 vùng 18, thì đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ canh gom cổ phiếu. Nhịp 1 nó sẽ đánh chạm vùng 22 chỉnh cung. Đó, 19 này, 20.5, 20 này, đấy, những cái vùng mà khi mà cổ phiếu chỉnh cung quay trở lại đây thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta gom. Rất là đẹp. Đó, tại sao chúng ta phải đo gom ở vùng 22 làm cái gì, đúng không ạ? Chúng ta dưới dưới này các anh chị sẽ có, yên tâm. Rồi tuần tới thì chủ đạo là quanh 19, có thể băm xuống dưới qua 19 một tí, tức là khoảng vùng 17, 18, 7, 18, 8 gì đó, các anh chị có thể gom thêm. Cổ phiếu LPT cũng như vậy, đã được khuyến nghị mua, bắt vì đơn giản là gì? Nó cũng đã đạp một nhịp khá là hoành tráng. Và sau nhịp đạp đó, nó hình thành được một cái nền tảng tích lũy đây, 11.2 đến vùng 12, tương đối đẹp.
Nó nhịp đánh thứ nhất nó chạm vùng 215, nó sẽ chỉnh cung. Đó, chỉnh cung và sau đó thì như nào các anh chị? Đây là những nhịp chỉnh cung các anh chị gom. Nó giống như mã cổ phiếu CST này, đó các anh chị nhìn thấy không? Mất rất nhiều thời gian thì mới gom được cổ phiếu ở những cái vùng đệm rất là tuyệt vời để bây giờ mới có được thành quả đó, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 là chúng ta nhoàng cái chúng ta ăn được ngay đâu. Tuần vừa qua thì TCO cũng là một mã cổ phiếu được lọc ra với một cái ý đồ về mặt tạo lập của nó tích lũy ở biên 17 đến biên 18.5, biên trung bình 7.8, và sau khi mà nó chạm vùng 22 thì nó cũng đang quay trở lại chỉnh cung kỹ thuật ở đây. Và những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây đấy chính là những cái vùng mà anh chị có thể canh ngon. Tuần tới thì chắc chắn là sẽ có quanh biên 18.5 khá là đẹp, 18.5, 19, nói chung là cũng không chắc chắn được nhưng mà cứ ke ke ở trong phiên đó rồi chúng ta dò tìm thêm. Cổ phiếu NAF nó sau một cái giai đoạn suy tàn và NAF thì cũng đã chính thức phân tích để bắt rồi. Đó, cái những người mà đua ở trên này là chết chóc, nhưng mà chúng ta nhìn xuống đây đấy là tiềm năng, đây là mỏ vàng rồi. Thế thì mỏ vàng thì chúng ta cũng phải bắt từ từ, đào từ từ, nếu mà tham quá mà chui bột phát vào trong mỏ nó không cẩn thận là đất nó lở phát là thôi chôn dưới đấy là mình cũng tèo luôn, đúng không ạ? Không phải cứ thấy vàng cứ thế cắm cụi thế mà đào đâu, đào nó cũng phải có cách để chúng ta đào. Đó, nó đào như thế nào thì đây đã có phân tích rồi, chạm vùng 23.5 thì nó sẽ chỉnh cung, và những cái điểm chỉnh cung thứ nhất đó là mình đào quanh vùng 22, ít nhất là đã thắng so với các ông đào vùng 23.5 rồi, là việc thứ nhất đấy. Trong tuần nó còn nhún phát đây này đó, nếu mà ai tỉnh táo mà đạt được sâu sâu tức là 1/2 của cái thân đấy này đó, đúng luôn, đúng 1/2 luôn, 21.3 đấy, 21.3 đấy, đào ở những cái vùng đấy thì chúng ta mới gọi là kỹ thuật đào. Và những cái người mà có gọi là sừng sỏ thì người ta sẽ đào ở những cái vùng thấp này, còn những cái ông lính mới máu chiến là các ông đào trên vùng này đó. Thì đối với NF chúng ta cần một cái lực cầu tốt hơn. Ở đây đã có 2 phiên 3 phiên 4 phiên lực cầu đã đạt gần 800.000 cổ phiếu trên một phiên rồi, như vậy là đang đang xuất hiện những cái tay to mặt lớn bắt đầu nhăm nhe thì mình cũng đi theo họ. Đơn giản thì có như thế thôi, chứng khoán là như vậy mà các anh chị. Rồi, NF khá là hay. Trong một quá trình chúng ta thu gom TVB như thế nào ạ? Đó, TVB thì bộ đôi TVB cũng như vậy, cũng đã mất khá nhiều thời gian để thu gom chứ không phải là ngày 1, ngày 2 mà đến bây giờ mới có thành quả. Và những cái điểm thu gom đó bắt đầu xuất phát từ điểm 18, 18.5, và sau đó thì nó có hình thành một cái nền đây, một cái nền đây này đó, và khi break vùng 20.5 đó chính là dấu hiệu mà cổ phiếu TVB bắt đầu cho chúng ta thu hoạch đó. Nhịp này thì đã thành công ở vùng 23 rồi và đang hướng lên vùng 26. Thành công ở vùng 26 rồi thì chúng ta sẽ hướng về đâu? Đó là hướng về đỉnh cũ thôi. Vùng 29, 28, 29. Đó. Thì cứ từ từ, nói chung là không vội được. Lực đánh của TVB như thế này là tạm tốt rồi. Như vậy là tạm tốt rồi. Khả năng là nó sẽ có một cái nhịp rũ ở quanh vùng 26, tức là lên 26 này nó rũ dòng đá về đây, lại quay về vùng 23. Rồi sau nhịp này nó mới kéo này, nhịp này nó mới kéo sốc này, thông thường là như vậy. Chứ còn nhịp này thì chắc cũng chỉ đi về tầm vùng 26 thôi, đấy là tiên lượng vùng lên. Ở TVC ngày phiên ngày hôm nay cũng là phiên rất là tuyệt vời, lần đầu tiên nó đạt được một lực cầu tên trên 8 triệu cổ phiếu trên một phiên đấy, 8 triệu này, 8 triệu xong là đi này đó, 8 triệu là đi này đấy. Thì đây là một lực cầu bất thường, lực cầu bất thường để giúp cho TVC đánh vượt thoát vùng 19.5, đây là vùng kháng cự ngắn hạn. Nhịp này thì cũng đang đưa target của TVC quanh vùng 22 đến vùng 22.5. Khỏe hơn thì chúng ta sẽ nâng lên vùng 24.5, đấy là những cái target dự kiến của TVC. RAL cũng là một mã cổ phiếu khá là hay đó. Cái cách chúng ta tiếp cận là như vậy, chúng ta cái điểm này chúng ta không đua nhưng mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy ở những cái tín hiệu kỹ thuật cổ phiếu hồi phục, và sau đó có một cái nền tảng tích lũy ở 133 đến vùng 134.5, đó là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối tốt, hướng target mục tiêu lên vùng 147 và nhịp này có thể hướng lên vùng 155. Với cổ phiếu này thì cũng thường khuyến nghị ở trên nhóm đó là chúng ta mua để chúng ta kiếm bim bim ăn. Kinh tế khó khăn, DHG cũng hoàn toàn tương tự như vậy, mua để kiếm bim bim và giá vốn ở quanh vùng 101. Đấy là khi mà phát hiện thấy DHG ở đây nó bắt đầu tăng và nó sẽ có một cái mô hình nấm ở đây, chính vậy nên ông đã
phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 98 đến 100 để cho tất cả anh chị em nhà đầu tư có thể canh mua được những giá vốn tốt nhất. Target 1 là 120 chỉnh cung, và vùng chỉnh cung của nó ở đây 109.5, 111, đây là những vùng chỉnh cung mà rất hợp lý. Các anh chị có thể canh gom thêm, kỳ vọng đánh nhịp 2, tức là kiếm mim nhịp 2. Vừa thoát vùng 120 chúng ta có vùng 130, các anh chị cứ làm lấy 500 cổ phiếu từ vùng 101 mà sau đó các anh chị làm hai nhịp như này. Về 130 thì cơ bản bim bim cũng ăn kha khá, và hiện tại thì Hùng cũng như vậy, ăn khá nhiều bim bim. DQC rất là tuyệt vời, cổ phiếu mở bát cho năm 2022, và đến thời điểm hiện tại thì DQC phải nói là cực kỳ đẹp. Ở giữa phong ba bão táp thì DQC đã tuần này thì chính thức là đã hoàn thành vùng target mục tiêu 44 và đang hướng về vùng giá mục tiêu 55, 50, và sau đó thì sẽ là 55. À, nhịp này đánh đẹp như này thì lên 55 rồi. Lực cầu đang được đẩy tương đối là mạnh. Và khi lực cầu nó được đẩy tương đối mạnh như này, tức là cổ phiếu đang chạy nước rút, và đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta gì ạ? hiện thực hóa một cái nhịp đầu tư rất là tuyệt vời đối với DQC. ITD xem nào, ITD chỉnh cung như nào rồi. Đấy, ITD cũng đang tốn khá nhiều bút mực đây. Thì cứ đơn giản như vậy thôi. Ông thường vẽ những cái nón úp, và cứ cái nón úp sau mà cao hơn cái nón úp trước là ông thấy thích rồi. Đó, cái nón úp sau mà cứ cao hơn nón úp trước, và cái cổ phiếu nó đi, không phải là nó cứ cắm đầu cắm cổ nó đi các anh chị. Nó đi nó phải nghỉ ngơi, các anh chị chạy cũng phải ngồi nghỉ lại uống nước đúng không ạ? Đó, và ở đây nó quay tiếp tục quay trở lại test cung lại vùng 4.5, vùng 15. Đây sẽ là những cái vùng thu gom tiếp theo. ITD. Cổ phiếu PAN cũng đang hay rồi. Đó, PAN cũng đang hay rồi. Sau một cái nhịp chỉnh so với những cái bạn mà đua ở vùng 40 là bây giờ coi như là ngồi trên ngọn cây hốt hốt, nhưng mà chúng ta bắt đầu đây, chúng ta bắt đầu chiến đấu nhịp này. Tại sao chúng ta phải đua ở đây? Đấy, mà tại sao nhịp này Hùng mới bắt đầu phân tích PAN ở đây? Nó có lý do, chứ không phải là cứ ào ào khi nào chúng ta cũng cắm vào chúng ta mua. Tất nhiên, Hùng phải nói rằng tất nhiên không phải khi chúng ta đã phân tích như này là chúng ta thắng 100% đâu. Nhưng có phân tích, có chọn lọc, có nhìn nhận, có đánh giá thì cái mức độ nếu có xấu thì nó sẽ xấu ít xấu đi, và nếu có tốt thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó, đấy là về mặt quan điểm. Và hoàn toàn tương tự như vậy thôi đối với PAN thì nó cũng đang có một cái mô hình nấm ở đây đó, và mô hình nấm này thì xu hướng nó sẽ có những cái điểm test là quanh vùng 31, thậm chí biên sâu hơn đây là biên 30, thì đây sẽ là những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật và chúng ta sẽ canh gom đó, chờ đợi một cái lực cầu nó tốt hơn ở khoảng 5 triệu cổ phiếu trên một phiên, tức là khi đó nó xác định cái dòng tiền lớn đánh đó, thì khi đó chúng ta chỉ ngồi để chúng ta thu tiền thôi. Còn cái giai đoạn này là giai đoạn vất vả, đó là giai đoạn căn những cái điểm thu gom hợp lý để chúng ta đánh. Điểm qua nhanh một số các mã cổ phiếu PEN ở thời điểm hiện tại gồm có HQC, xu hướng 5 tuần thì nó đã có điểm vượt thoát ở vùng 7.7, nhưng mà cái lúc mà chiến tranh xảy ra thì nó đã quay trở lại vùng test nền, và với xu hướng này tuần tới quan sát thêm ở vùng 7. VHG nhìn chung thì trong tuần thì nó cũng đã có những cái điểm đánh vượt thoát vùng 10, nhưng mà nó cũng chưa thể có một cái lực cầu tối ưu để có thể vượt thoát được vùng 10 cộng, và nó vẫn đang nằm ở một trạng thái tích lũy đi ngang. Xu hướng ở trong tuần tới sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 8.5 đến vùng 9. OGC, phiên kết tuần của OGC thì đã rất là tốt rồi, khi mà cổ phiếu này vừa thoát được vùng 8.8, nhưng mà tuần này thì nó lại đang quay lại test lại vùng 8.8, và với thiên hướng hiện tại chắc chắn là khả năng là thì chưa OGC chưa chạy ngay được. Nó cần thêm thời gian để đánh giá lại ở quanh quanh điểm cầu khoảng vùng 8.4, 8.5 đến khoảng vùng 8.6 ở đây. Đây là những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật. JVC trong tuần thì cũng đã có những cái tín hiệu khá là tích cực khi cổ phiếu này vừa thoát được vùng 9 đến vùng 9.2. Ngắn hạn thì nó chưa thể bay được đâu, và nó sẽ có thêm những cái điểm chỉnh cung tích lũy lại quanh vùng 9 trước khi mà nó hấp thụ hết được những cái thông tin về địa chính trị cũng như những cái căng thẳng về thị trường tài chính toàn cầu thì nó mới chạy được. DLG trong tuần cũng đã xuất hiện những cái tín hiệu kỹ thuật rất đẹp khi mà cổ phiếu này đánh vượt thoát được vùng 7.6.
Nhưng sau đó thì thị trường bị suy yếu, chính vậy nên là cổ phiếu lại tiếp tục quay về vùng 77.3 tích lũy. Tuần tới thì có thể phải tính toán thêm cả vùng 6.7 nữa, tức là cổ phiếu lại quay trở lại trạng thái tích lũy nền. HSL sau một cái giai đoạn tích lũy khá là tốt ở đây, đúng không anh chị? Đó, và phiên ngày hôm nay thì chính là một phiên mà xác nhận HSL tiếp tục đánh. Con này thì nó đánh khá là sốc, 3 cây nó sẽ đủ target, tức là 3 cây thì nó sẽ về được khoảng từ vùng 10 đến khoảng vùng 12, như vậy là ăn khoảng tầm độ vùng 9 đến vùng 12, tức là ăn được 4.000, 4 trên 9 là ăn được 4 trên 9, tức là ăn được khoảng 44%, đủ target 1 năm các anh chị. Một tuần đủ target 1 năm, đấy là cái thiên hướng đánh của con HL. Ok, như vậy là bản tin tuần thì tạm thời sẽ dừng lại ở đây. Tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị chưa được phân tích mà các anh chị quan tâm thì chúng ta sẽ comment ở phần dưới dòng bản tin ở đây. Đây các anh chị, các cái bản tin tuần thì ông sẽ có dành thời gian để ông trả lời tất cả các cái câu hỏi của các anh chị quan tâm. Và bây giờ 10 phút cuối của bản tin thì chúng ta sẽ nhìn nhận lại cái xu hướng của thị trường trong tuần vừa qua trong bản tin tuần video số 204. Thì trong bản tin tuần video số 204 thì cũng có phân tích khá là kỹ về cái xu hướng của WTI, sau đó có phân tích khá là kỹ cái xu hướng của Dow Jones. Cùng với đó có đánh giá khá là chi tiết. Thứ nhất, đối với mặt hỗ trợ kỹ thuật, đó các anh chị, hỗ trợ kỹ thuật thì đối với index cũng có đánh giá ở vùng 1.500 điểm, 1.485 đến vùng 1.490. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đây chính là toàn bộ index tuần từ đây, chính là ngày 21 đây, và kết thúc của chúng ta là trong ngày 25 ở đây. Thì chúng ta có đánh giá vùng hỗ trợ của index đó là vùng 1.500 điểm và sau đó là biên 1.485 đến biên 1.490. Thì trong tuần phiên giao dịch của ngày thứ ba, index chạm hỗ trợ bật lên, và đến phiên giao dịch của ngày thứ năm, trong những cái tín hiệu bất thường bắt đầu 10 giờ là thị trường bắt đầu rơi sau cái tin chiến tranh. Thế thì là lần thứ hai nó chạm về vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó là gì ạ? Đó là vùng 1490 đến vùng 1485 ở đây. Trong thời khắc thì nó thủng nhưng kết phiên thì nó đã lấy lại được cái vùng đệm kỹ thuật, như vậy là vùng 1485 đã trở thành một cái vùng đệm kỹ thuật và vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của index trong tuần vừa qua. Cùng với thời điểm đó thì có đánh giá là cái kháng cự của VN Index ở vùng 1510 điểm và xa hơn sẽ là biên 1520 điểm. Thì trong tuần chính thức là index của chúng ta cũng đã chạm vùng kháng cự tuần ở đây. Đó, anh chị có thể thấy đây, vùng kháng cự tuần ở đây. Đó là vùng 1520 điểm. Và trong tuần thì có 4 lần index của chúng ta công vùng kháng cự 1510 điểm. Nhịp thứ nhất ở đây, nhịp thứ hai, nhịp thứ ba, nhịp thứ tư. Và suy xa một tí nhịp thứ năm ở đây thì chúng ta thấy rằng là vùng 1510 điểm cũng là vùng kháng cự rất là mạnh, và trong tuần duy nhất chỉ một lần thị trường có thể công được vùng kháng cự 1520 ở đây. Rồi đối với chỉ số VN30 thì cũng có đánh giá cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1520 đến vùng 1523 và sâu hơn là 1508 đến 1510. Thì chúng ta cũng thấy rằng là đối với chỉ số VN30 của chúng ta đây, đây là toàn cảnh của chỉ số VN30 đó trong tuần vừa qua. Thì vùng 1520 đến vùng 1523 điểm là điểm hỗ trợ kỹ thuật thứ nhất ở đây, và điểm hỗ trợ kỹ thuật thứ hai có đánh giá ở vùng quanh 1510 điểm đến 1508 đến 1510 đây. Thì các anh chị thấy rằng là trong tuần thì VN30 của chúng ta hai lần chạm đến vùng vùng hỗ trợ, đúng không anh chị? Đó, hai lần chạm đây. Và sau đó thì nó đều bật lên lại được. Như vậy là cái vùng hỗ trợ 1.500 điểm của VN30 cũng rất là ok. Cùng với đó thì chúng ta có đánh giá cái vùng kháng cự của VN30 đó là quanh vùng 1.540 điểm ở đây, 1.540 điểm. Và cao hơn, hình như không có đánh giá vùng cao hơn. 1.540 đến 1.550 điểm đây. Đó, các anh chị có thể nhìn đây. Chạm kháng cự, điểm này chạm kháng cự 1.540 chỉnh. Đó, trong phiên ngày hôm nay luôn. Điểm này nó hồi phục lên và nó chạm vùng kháng cự 1.540 điểm đây, và nó bắt đầu bị đạp khá là sâu đây. Thì đấy là những cái vùng kháng cự. Và hoàn toàn tương tự như vậy thì đối với chỉ số phái sinh thì cũng đã có phân tích khá là chi tiết về cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của phái sinh ở vùng 1.514 và sâu hơn ở vùng 1.510. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây 1.514 đến 1.515.
Trong phiên giao dịch ngày thứ ba thì cổ phiếu này chỉ số thị trường chạm vùng hỗ trợ và có bật lên. Và trong tuần thì nó có một điểm hai điểm bắt căng qua, tức là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của phái sinh đây, xuyên thủng vùng 1.110, 1.510 điểm ở đây và đi về vùng 1.500 điểm, 1.505 điểm ở đây. Đây là hai cái điểm chỉnh sâu nhất của phái sinh trong tuần vừa qua. Cùng với đó thì cũng có đánh giá cái vùng kháng cự của phái sinh đó, để các anh chị có thể đánh short thì chúng ta canh vào đây mà chốt, đúng không ạ? Chốt short thì đừng có vào long nữa. Vùng 1.535 đến vùng 1.540 điểm. Và trong tuần thì duy nhất chỉ có một lần VN30 chạm được vùng 1.535 điểm ở đây. Còn cơ bản là nó vẫn gặp ở những vùng kháng cự mạnh ở gọi là tầm thấp, các anh chị, tầm thấp của thằng này đó là vùng 1.530. Đấy là những cái kháng cự tầm thấp của nó. Và trong phiên ngày hôm nay, trong phiên giao dịch kết tuần thì nó cũng đã không thể vượt thoát được cái vùng 1.530 điểm đây. Đó, vai này, đầu vai. Đó, nhìn thấy những cái hình này đó thì là nó không thể bứt thoát được. Rồi, ok. Thì đấy là toàn bộ kịch bản trong tuần vừa qua. Vậy thì trong tuần giao dịch mới chúng ta sẽ có những cái phản ứng như nào? Thứ nhất đó là đối với các cái thông tin về địa chính trị ở trên toàn cầu thì chúng ta có 2 ngày nghỉ và chúng ta sẽ có thêm các cái thông tin để chúng ta thu thập, để chúng ta sẽ đánh giá thêm cái mức độ ảnh hưởng đến với thị trường chứng khoán Việt Nam. Và như đầu bản tin thì cũng có nói rồi, mặc dù thị trường chứng khoán thế giới chao đảo nhưng thị trường chứng khoán của Việt Nam, các chiến binh sao vàng của Việt Nam đã có một hai cái phiên giao dịch kết tuần như vậy là thành công và phải nói rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng ta đã không có cái tình trạng hoảng loạn, không có cái tình trạng bán tống bán tháo ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy là một điều cực kỳ thành công, phải nói là như vậy. Và sau khi cái kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ sau thì Hùng Lê cảm thấy là nhẹ cả người, tức là chúng ta đã đi qua được một kiếp nạn, phải nói là như vậy. Và cái kiếp nạn đó mặc dù nó không dài nhưng nó sẽ có những cái tác động cực kỳ lớn đối với nhà đầu tư trong những một cái khoảng ngắn hạn nào đó. Như vậy thì nếu như cái kiếp nạn nào chúng ta thoát đi được đấy thì đấy là một cái điều mà rất là tuyệt vời rồi. Còn chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên góc độ kỹ thuật ở trong tuần mới, đối với chỉ số index của chúng ta thì vẫn tiếp tục lấy cái vùng kháng cự mạnh, đó là vùng 1.510, đây là vùng kháng cự. Và đây các anh chị, đây sẽ là cái vùng kháng cự và tiếp theo vẫn là vùng 1.520 điểm, đó là những cái vùng kháng cự nó giống như những cái bản tin mà chúng ta đã phân tích ở trong tuần cũ. Còn trên góc độ kỹ thuật thì tuần mới index có thể quay trở lại, index có thể quay trở lại đây các anh chị, index có thể quay trở lại kiểm tra lại vùng 1.485 đến vùng 1.419 ở đây, tức là nó sẽ quay lại xu hướng, thì nó sẽ quay lại test đây. Rồi, nó sẽ kiểm tra lại vùng này. Còn sâu hơn thì chúng ta vẫn phải tính toán ở một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật sâu của thị trường ở trong thời điểm hiện tại, đó là vùng 1.475 điểm. Test cung lần 2 nếu có. Đấy. Trong trường hợp khi mà VN Index quay trở về vùng 1.485 điểm mà không giữ được, thì chúng ta cần phải tính toán thêm cả cái điểm này nữa. Đó là đối với chỉ số VN Index. Đối với chỉ số VN30 thì Hùng vẫn tiếp tục lấy vùng kháng cự mạnh của VN30 trong tuần, đó là vùng 1.540 và sau đó là vùng 1.550 điểm ở đây. Đó là hai cái vùng kháng cự mạnh mình sẽ tiếp tục đánh giá, chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở trong bản tin tuần mới. Và trên cơ sở đó thì chỉ số này tiếp tục lấy vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở vùng 1.520 đến 1.523. Sau đó thì chúng ta sẽ tính toán thêm ở vùng 1.510. Đó, nó sẽ quay lại, nó test cung từng bước một. Vùng này mà thủng thì chúng ta phải tính toán thêm vùng 1.510 điểm đây. Đó, đối với chỉ số VN30. Còn đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta tiếp tục lấy vùng các cái vùng kháng cự mạnh của thị trường, đó là vùng 1.530, 1.535 và 1.540, chính là ba cái mốc kháng cự rất là mạnh của thị trường ở trong tuần mới. Thì anh chị em chúng ta lưu ý khi mà chúng ta long hoặc là long phái sinh thì về đến đây chúng ta nên chốt và chúng ta có thể đảo sọt ở những vùng này. Với tín hiệu hiện tại như thế này thì phái sinh đang quay trở lại lắp ráp, và cái việc mà tuần tới phái sinh quay trở lại về vùng 1.510 điểm là không có gì phải bàn cãi nữa cả. Và sâu hơn thì như vậy là chúng ta sẽ phải tính toán ở vùng 1.503 đến khoảng vùng 1.500 điểm đối với phái sinh ở trong tuần giao dịch mới, đó là những cái tính toán kỹ thuật trong ngắn hạn. Còn trong trường hợp nếu như phái sinh mà chúng ta bị thủng mất cái vùng 1.500 điểm chẳng hạn thì khi đó thì
ông sẽ có thêm những cái phân tích tiếp theo, bởi vì là thị trường của chúng ta thì chúng ta sẽ cần thêm các cái dữ liệu kỹ thuật để chúng ta phân tích. Ok, như vậy là bản tin tuần này đến đây là hết, và ông Lê xin phép được tạm dừng bản tin tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.